This conference will now be recorded. Phật tử ha. Dạ. Bắt đầu ạ. Thứ hai sẽ chia sẻ với các quý Phật tử tiếp về tuần trước chúng ta đã giảng về học phần đệ nhất giác ngộ. Bữa nay thầy đọc lại cái lời đệ nhất giác ngộ là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Đó là thứ nhất của đệ nhất giác ngộ mà nhắc nhở chúng ta hàng ngày nhớ về thế gian là vô thường, tất cả các hoàn cảnh bên ngoài nó thay đều là luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, rồi cho đến cái tâm của chúng ta nó cũng vô thường, là từng cái niệm này nó sang cái niệm khác, giờ cho đến cái thân của chúng ta nó cũng vô thường, nó thay đổi từ khi còn trẻ mới sinh ra rồi cho lần hồi lớn lên và cho đến ngày hôm nay mình đã độ tuổi này, sống cũng bao nhiêu năm ở cuộc đời rồi, nhưng mà mình nhờ Đức Phật á, là một bậc mà đại trí tuệ vậy đó, chỉ cho chúng ta thấy được chúng ta không có còn mắc nữa, để từ đó mình tập mình buông xả. Nhờ có buông xả đó là có sự giải thoát. Cho nên nói với đạo Phật thì cái lý để buông xả đó, đến nỗi mà vật chất đó, là nó không có hệ lụy vào nhiều, chính mắc nhiều để đưa đến cuộc sống của chúng ta khổ đau. Và những cái chúng ta sẽ học về cái tính của chân lý của thiểu dục chi túc. Không những là mình nhờ có sự mà mình hiểu được cái thế gian vô thường để mình đừng có dính mắc á, để từ đó mình buông xả nó dễ, rồi mình lần hồi mình mới tới vô tới thiểu dục là ít muốn, rồi tới mình biết đủ đó. Nhưng mà mình trước mắt thì mình phải thấy được vô thường những cái ngoại cảnh xung quanh của mình, trong cuộc sống hàng ngày của mình nè, mình thấy nó vô thường thay đổi gì đó thì đặng mình bớt cái đau khổ đi. Thí dụ như người thân của mình mà vô thường, họ đến cái ngày họ tắt thở lìa đời, bây giờ mình muốn cứu lại cũng đâu có được, nó tới cái tuổi thọ mà dứt cái mạng sống thì họ sẽ theo cái sự vô thường thân xác rồi đi tái sanh vào một cái kiếp khác. Và không ai là những ai mà chúng ta còn cha còn mẹ thì mình thấy còn được cái tình thương yêu ấm áp, mà mất đi cha mẹ thì là một cái sự mà mình thấy đó là vô thường thay đổi, cái duyên nhân quả nó tới đó nó hết. Nhưng mà nếu mình hiểu được như vậy đó, thì để không những mình thấy bớt đi những cái tác động của cái ngoại cảnh xung quanh làm cho mình đau khổ, và cho đến mình ý thức được cái tâm của mình nó vô thường để cho mình đừng có dính mắc, mình chấp chặt vào một cái gì đó. Như thí dụ như bây giờ mình phiền não mà mình chấp chặt vào cái phiền não thì mình quá là đau khổ rồi. Bây giờ có thí dụ có một cái người nào người ta chửi mình, cái bây giờ mình lấy cái máy rồi mình ghi âm lại những cái lời chửi mình đó, gợn cái thì lúc mình chửi mình đâu có vui hả, mình cứ ghi âm đó rồi lâu lâu mình mở ra lại thì mình cứ vui, chắc chắn là không vui đúng không, tại vì những cái lời đó nó khó nghe quá. Những người thường thường với tâm lý người ta khen mình thì mình sẽ vui hơn, còn người ta chửi mình thì những cái điều nó trái ý, nó nghịch lòng thì chắc chắn là mình sẽ không vui được. Nhưng mà nếu mà mình ghi âm lại là giống như ý mà mình là mình chấp chặt vào cái điều đó thì chắc chắn là mình sẽ chấp chặt vào cái sự phiền não của mình, nó sẽ kéo nó dài hơn nữa, như vậy thì nó làm cho cái thân tâm của mình nó không vui vẻ. Cho nên khi mình hiểu được cái vô thường nó thay đổi trong những cái dòng mà tâm niệm như vậy đó, từ đó mình buông đi nó dễ hơn đó. Mà nhiều khi mà mình cũng còn khó buông nữa, tại vì khi mà nói trái ý nghịch lòng cái là nó dễ ghi khắc trong tâm mình lắm. Thường thường thì những cái lời tốt đẹp thì nó lâu ghi khắc, chứ còn cái chuyện mà trái ý nghịch lòng nó nghịch cái ác pháp tác động vô đó thì mình dễ nhớ hơn. Mà cái nhớ hơn như vậy thì rõ ràng là mình chấp chặt, cho nên khi mình thấy được vô thường đó, mình sẽ buông bỏ nó một cách nó dễ dàng hơn. Hay là ngay cả cái thân của mình nó cũng vô thường đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy được cái thân nó vô thường từ cái lúc mình trẻ sinh ra chưa biết đi, rồi
lần hồi mình tập cho biết đi, lần hồi mình đầy đủ những cái trí khôn, sự hiểu biết, mình ra sống với trong cái xã hội này, mình tiếp cận gần với xã hội, và mình lần hồi mình lập gia đình, những vợ gả chồng, lần hồi sanh con đẻ cháu đó, mà mình thấy được cái sự vô thường nó thay đổi, bởi vì nó hiện hữu lắm. Bởi vì mình sanh ra trong cuộc đời thì không biết Phật pháp đó, thì nó cũng vẫn là vô thường thay đổi cái thân này đó. Rồi khi mình biết Phật pháp đó, thì mình lại may mắn hơn là mình nhận ra được, thì từ đó mình nhận ra cái cách sống như vậy đó, thì mình thay đổi cái cách sống đó và mình áp dụng trong cái đời của mình để mình sống với trạng thái nó vui hơn. Ví dụ như ngày trước mà quý vị biết đó, là thầy khi chưa tu thì mình cũng còn nhai tươi nuốt sống thịt chúng sinh dữ lắm đó, rồi cũng thích ăn món này món kia nó, rồi cũng thích nhậu nhẹt vân vân, rồi thích hút thuốc nữa vân vân. Nhưng mà rồi tới chừng mà bây giờ khi hiểu được Phật pháp đó, thì mình buông xuống, mình thấy nó khỏe hơn, mình thấy không hút thuốc, không uống rượu nhiều thì nó sẽ lành mạnh hơn, nó làm cho trí óc của mình nó sáng suốt hơn. Rồi nhờ mình hiểu được Phật pháp như vậy đó, thì mình sẽ có được nhiều sự hiểu biết khác hơn để mình làm cái hành trang áp dụng trên cái cuộc đời tu của mình. Cho nên thầy khái quát lại cho Phật tử chúng ta thấy được cái điều vô thường của thân, của tâm và của cái hoàn cảnh vô thường này. Và chỉ cho cái thân của chúng ta từ một cái tứ đại, nó kết hợp từ đất nước lửa gió, nhưng cuối cùng rồi nó cũng sẽ đến cái ngày nó cũng sẽ tan rã thôi. Nhưng mà không biết sớm muộn gì đó thì nó tùy vào cái duyên nghiệp của chúng ta mà thôi. Rồi hôm nay thì mình sẽ, thầy có 4 buổi thì sẽ giảng một cách khái quát chứ không đi vào trong từng cái chi tiết của những cái ngôn từ. Khi nào Phật tử mà không hiểu thì chúng ta hãy hỏi những cái điều đó thôi. Còn ngoài ra thì sẽ đi khái quát hơn, bởi vì chúng ta đã học rồi. Cho nên đến cái chỗ mà sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ đó. Sanh diệt là nó chỉ cho từng tâm niệm của chúng ta, hết niệm này nó tới cái niệm kia, và nó thay đổi liên tục như vậy. Nhưng mà thường thường thì mình có tâm niệm thiện á, thì nó đâu có niệm ác, phải có niệm ác là nó không có niệm thiện à, đâu. Bình thường thì các Phật tử suy ngẫm lại, khi mà mình có thực tập ngồi thiền, mình sẽ xem được những dòng tâm niệm của chúng ta nó thay đổi, hết niệm này nó qua cái niệm kia. Nhưng mà niệm thiện á thì nó quý rồi. Còn mà nếu mà cái niệm mà nó khởi ra niệm ác, hoặc là những cái niệm nói dối đó, thì những cái dòng tâm niệm đó đó là cái căn nguyên của nó là nó không có chủ đích đó, nó không có đích thực. Bởi vì tất cả nó tham sân chi, những dòng niệm này đó là bởi vì cái dục của chúng ta mà nó ra. Cho nên rồi mà nếu mà cái dục á mà nó điều khiển chúng ta theo một cái hướng của ác pháp là mình làm, thí dụ như mình muốn kiếm tiền bạc, rồi kiếm tiền để mà mình xây sở cái hạnh phúc, cái ham muốn của mình, mà mình suy tính những cái điều để mình hơn thua, phải quấy, hoặc là tranh giành, thậm chí là cướp bóc, rồi thậm chí là còn tính cách mà để mà trộm cướp của cái tài sản của người khác để nó thuộc về của mình, thì cái tâm niệm ác nó cũng bắt nguồn từ cái tâm của mình mà nó ra đó. Còn cái thân và cái khẩu của mình nó làm việc theo cái ý của mình, nó chỉ thị ra mà thôi. Khi đó mà mình thấy được cái nguồn gốc ác niệm mà nó xảy ra từ tâm của mình á, mà mình có chánh niệm, thì mình thấy cái niệm đó, nó khi nó khởi cái niệm lên, mình có tu tập thiền định, thì chúng ta ngồi lại chánh niệm và phân tích coi cái niệm đó nó thiện hay là niệm nó niệm ác. Nếu mà niệm thiện á thì mình nên tăng trưởng nó. Còn cái niệm nào mà nó ác á, nó ác tức là cái niệm mà nó làm khổ mình, nó làm khổ mọi người, thậm chí nó làm khổ cả những chúng sinh, tức là những cái loài động vật sống xung quanh mình, mà mình thấy những cái tâm niệm mình khởi lên làm đau khổ nó, thì mình ngay từ đó mình dừng liền. Mà mình dừng như vậy đó là mình đang tập tu trên cái pháp mà tứ chánh căn của Đức Phật dạy, tức là ngăn ác vì các pháp sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Và khi mà chúng ta có chánh niệm mà mình dòm ngó lại trong cái tâm của mình như vậy đó, thì đó là một cái phương pháp tu mà chúng ta hàng ngày phải nhắc trên cái pháp tu của tứ chánh căn. Và khi chúng ta mà diệt được những cái niệm ác đó, lần hồi nó sẽ để lại một cái nội tâm mà nó thanh tịnh cho mình đó, thì lúc bây giờ là cái thiện nó lần hồi nó tròn đầy á, thì chúng ta đã hoàn tất được cái pháp tu của tứ chánh căn.
đó. Mà theo như trong kinh Nguyên Thủy, rồi khi mà chúng ta tu pháp tiếp chứng cần như vậy đó, lần hồi mà các cái Phật tử nó thần thục quá, nó mới tới cái giai đoạn của pháp tu tứ niệm xứ được. Tất nhiên là tứ niệm xứ là dạy cho chúng ta cái pháp tu để mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, tức là trên cái thân của chúng ta, và chúng ta thấy một cách chánh niệm đó. Và lúc bấy giờ đó mới thật sự là cái tâm bất động, cái tâm mà mình cầu để mà mục đích của đạo Phật là mình đi tìm cái tâm thanh tịnh, cái tâm niệm mà đã không còn trạng thái của tham sân si nữa. Còn bây giờ mà mình ngồi thiền lại mà mình thấy sao hết niệm này nó tới niệm kia, rồi nó hết niệm thì nó đưa đến cho chúng ta buồn ngủ, rồi nó đưa đến trạo cử, rồi nhiều khi mình nó khiến cho mình không thể nào ngồi thiền được. Nhưng mà những dòng tâm niệm đó thì các quý Phật tử thấy rằng đó là một cái nghiệp của mình, do mình cho có quân tu và mình diệt đi những cái dòng tâm niệm đó. Cho nên mình chánh niệm đó là mình xét lại trong cái dòng tâm tư của chúng ta, mình nhờ cái tu tiếp chính căn đó thì chúng ta có thể gạn lọc được những cái dòng tâm niệm mà nó không có nó bất thiện đó. Thì khi mà chúng ta gạt hẳn như vậy đó, lần hồi thì cái tâm từ bi của chúng ta nó mới phát triển được. Thì tại sao nhiều khi mình suy nghĩ lại là tôi cũng biết Phật pháp nó bao nhiêu năm rồi, mình cũng đã gán tập tu bao nhiêu năm rồi, mình cũng đã hiểu được cái lý vô thường rồi, cũng đã hiểu được cái cuộc đời là nó đau khổ quá trong cái cuộc sống của mình, nhưng mà tại sao mình vẫn không buông xuống được, mình vẫn còn bị ác kiến xử, những người thân yêu trong gia đình của mình trói buộc làm cho mình phải phiền não, hay mình vì cái cuộc sống sinh tồn nó cũng trói buộc làm cho mình cũng chưa có thấy thanh thản được trong cái thân và cái tâm của mình. Thì từ đó là mình thấy mình biết bao giờ mình dứt ra khỏi. Mặc dù nói tới vô thường thì ai cũng hiểu, thầy nghĩ rằng trong Phật tử chúng ta ai cũng thấy nó rõ cái sự vô thường thay đổi, nhưng mà mình thay đổi như vậy đó để mà mình thấy cuối cùng cái tâm niệm mà ác là mình loại trừ đi đó. Bởi vì cái tâm niệm ác đó nó nhiều cái cách lý luận để mà mình sống, để cho an ổn cái thân của chúng ta. Cho nên tới cái câu mà gọi là hình vi tội tẩu, tức là hình vi là nó chỉ cho cái hành động của thân tướng của chúng ta đó. Mà tội tẩu là nó giống như một cái rừng tội. Trong khi đó nếu mà mình xét tại sao Đức Phật lại cho rằng là cái thân hình của mình, cái cách hành động sống trên thân của mình mà cả một cái rừng tội như vậy. Bây giờ nếu mà từ khi mà mình xét lại, từ khi mình còn nằm trong bào thai của mẹ thôi, mà mẹ mình là đã lo cho cái bào thai, lo cho sức khỏe của mình mà phải là nhai tươi nuốt sống thịt chúng sinh rồi, nhiều khi lý luận cho con có chất canxi, chất đạm này kia, là ngay từ khi mình còn trong bụng mẹ là mẹ đã cho mình ăn thịt chúng sinh rồi. Rồi bây giờ mình khi mình đẻ rồi mình được sanh ra, rồi lần hồi mình lớn lên mình ăn biết bao nhiêu là mạng sống thịt của chúng sinh. Trong khi mình ăn những mạng sống thịt chúng sinh đó thì với cái nhìn nhân quả của đạo Phật á, thì nuôi cái thân mạng mình trên sự đau khổ của chúng sinh khác, của loài động vật khác, trong khi nó cũng muốn sống như mình, mà mình ăn cái mạng sống của nó, mình giết chết nó, thì nuôi bằng cái thân mình, bằng một cái sự đau khổ của cái loài động vật khác như thế, cái nhân như thế, thì cái quả mình làm sao không gặp khổ đau cho được. Cho nên cái thân của mình, cái nghiệp mà nó nặng bắt đầu là cái thân của mình nó đổ ra bệnh. Đó. Nhưng mà nếu mình không hiểu Phật pháp đó, thì có những người nhầm Phật tử thầy như khi ăn trái trường đấy, nhưng mà khi đến chừng ngã bệnh ra rồi thì nhiều khi bác sĩ khuyên thôi bây giờ là bệnh nhân phải ăn thịt chúng sinh lại đi, ăn là tôm cua ghẹ gì đó cho nó có chất canxi vô, ăn thịt bò rồi lại cho nó bổ máu huyết này nọ, hồi phục sức khỏe cho nó nhanh lẹ, chứ gì hoài là bệnh nhiều lắm. Nhưng mà cái đó thì nếu mà mình hiểu, thì nếu mà mình nghe lời theo bác sĩ thì là dao động tâm ngay, từ đó là mình thối chí liền, mình buông liền, mình ăn mặn lại liền. Nhưng mà những cái dòng tâm niệm đó, nó nguy hại cho chúng ta là nhiều khi mình ăn chay trường cả một cuộc đời của mình vậy đó. Nhưng mà đến cái giây phút mà cái cặn tử nghiệp của mình, đến giây phút mà mình chuẩn bị mình tắt thở lìa hơi, lúc bấy giờ là cái nghiệp của mình nó mới tới, nó kiếm mình nè. Nó nhiều khi ăn chay trường là cả mấy chục năm, nhưng mà tới lúc bây giờ nó sẽ thèm ăn thịt gà, rồi thèm ăn cái thịt con này con kia nữa, thì còn khổ nữa. Nhưng mà lúc bây giờ nếu mà cái tâm niệm mà nó khởi ăn thịt như vậy đó, mà nó ngay cái giây phút mà mình tắt thở để mà mình chết, thì lúc bây giờ nó nguy hiểm luôn nha. Lúc bây giờ có thể nói là nhiều khi mình sẽ tái sanh vào
mình khởi cái tâm niệm mình ăn thịt gà là coi chừng mình tái sanh thành thành con gà. Tại vì lúc bây giờ mình tâm niệm mình còn khởi tới đó, cái dòng nghiệp của mình nó kéo mình đi theo đó. Cho nên như vậy thì nó uổng quá cho cái cuộc đời tu của mình, cuộc đời mà mình ăn chay. Mà trong khi mục đích ăn chay là dạy cho chúng ta có được cái đức tính từ bi mà thôi đó, để mình ngưng cái nghiệp ác lại. Nhưng mà mình tu bao lâu, nhưng mà đến giây phút cuối cùng mà mình không có nhịn được đó, mà mình khởi cái lòng đó, thì cái lòng đó lúc bây giờ là cái lòng tham muốn. Cho nên khi mình hiểu như vậy thì cái thân của mình đó, không khéo mình tạo ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Cho nên Đức Phật dạy cái thân của mình không, dạy cho mình không có sát sanh, tức là dạy cho mình ăn chay. Nhưng mà còn ngoài ra nó mang cái đức tính cao vời đó, với không sát sanh là nó dạy cho mình một cái tình thương yêu sự sống. Mình thương yêu sự sống tức là mình đang thực hiện cái đức từ bi của Phật giáo, cái đạo từ bi của Phật giáo. Mà mình thương yêu sự sống, mình không nỡ làm tổn thương chút. Cho nên mà không những không làm nỡ làm tổn thương đâu, mà nhiều khi mình còn cứu cái mạng sống của nó nữa. Cho nên là nhiều khi mình cứu mạng sống là bằng những cái phương pháp mình phóng sanh đó. Đó là dạy cho chúng ta một cái đức tính từ bi, không những là không làm khổ đau chúng sinh, mà còn phải biết thương yêu và giúp đỡ chúng, để cho chúng sống bình an trong cái bầu vũ trụ này đó. Cho nên chính vì cái từ bi đó là Đức Phật dạy ra cái giới không nên sát sanh. Còn quý vị giữ hay không giữ là dĩ nhiên là nó sẽ do mình, đúng không? Đó. Rồi giới thứ hai là gì? Dạy cho người Phật tử là không trộm cắp. Không trộm cắp là nó mang một cái đức tính để mình lìa xa đi những cái lòng tham muốn của chúng ta. Chứ bây giờ mình biết đâu rồi, mình dĩ nhiên là cái món vật này, món kia của người khác, làm sao mình lấy được? Nếu mình lấy là trộm cắp, dầu đó là một cây kim, dầu đó là một cây bút chì, vân vân, mà mình không hỏi ý kiến của người khác thì nó mang cái đức tính trộm cắp. Nhưng mà cái thân hành của mình lấy thì rõ ràng cái thân mình nó tạo ra cái tội rồi đó. Nhưng mà nếu mình khởi cái tâm trước khi lấy, mình khởi cái tâm mình lấy thì cái tâm niệm của mình nó đã tham lam lấy vật của người khác trước rồi. Cho nên thì từ đó, hay là những cái giới mà dạy cho chúng ta, giới thứ ba là không có được tà dâm, nó cũng tạo cho cái thân của chúng ta nó được thanh tịnh, nó được sống chung thủy bên cái cảnh chồng vợ với nhau đó. À, là cái thân của mình mà nó không dạy không nên uống rượu là nó đang tạo cho cái thân hành động thiện. Còn giờ mà cái thân của mình uống rượu, mình đi lái xe ngoài đường thì bị police là cái như tịch thu bằng lái, mà không khéo ở tù nữa. Nào, mình chỉ vì cái thân của mình mà nó xuống chút xíu là nó tạo ra vô số tội luôn. Đó. Cho nên vì vậy nó mới có cái câu mà hình vi tội tẩu đó, là nhắc cho chúng ta cái thân của chúng ta không khéo nó sẽ tạo ra bao nhiêu điều tội lỗi từ những cái việc mà chúng ta sinh sống để nuôi cái thân này. Rồi nhầm người thì vì nuôi cái mạng sống này, nuôi mái ấm gia đình của mình, cho nên làm nghề sát sanh, làm nghề đồ tể, có khi giết chó, giết trâu, giết bò, vân vân. Mà nhân dịp đó thì cho Phật tử biết rằng là Đức Phật vì thương yêu chúng sinh á, vì hiểu được cái nhân quả với cái ánh mắt của một cái bậc tâm minh, thì thấy rằng cái người Phật tử của mình có 6 cái điều mà không có nên làm. Thứ nhất là làm nghề buôn bán thịt chín. Đó. Làm nghề buôn bán thịt chín tức là mình làm nghề có thể bán phở mặn, bán cơm sườn, hoặc là bán những cái món đồ mặn khác. Đó là những cái món thịt chín. Đó. Thứ hai nữa là dạy cho chúng ta không có buôn bán thịt sống. Giống như chợ Việt Nam mình thấy là chợ trời đó thì bắt gà bán, hoặc là bắt những con vịt nuôi mình bán, rồi có những người thì đi bắt cá để bán ở chợ vân vân. Đó là những cái nghề, hoặc là những người đi giết heo chẳng hạn. Đó là những cái nghề mà mình buôn bán cái thịt sống, còn Đức Phật dạy chúng ta không có nên làm. Hoặc là cái nghề mà mình Đức Phật dạy không có nên làm cái nghề chài lưới đó, đánh bắt cá câu tôm, mình thấy giết chết biết bao nhiêu mạng sống của chúng sinh. Cho nên là rồi là dạy cho chúng ta không có làm cái nghề săn bắn, thậm chí săn bắn. Săn bắn thì mình bắn cho những chúng sinh khác nó chết hoặc nó bị thương gì đó. Rồi không làm nghề buôn bán gái mại dâm đó, không làm nghề buôn bán người, hoặc là không làm nghề mà mình buôn bán rượu, buôn bán thuốc hút rồi đó. Nó tạo cho người ta phải ghiền cái chất đó, và nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác đó.
Thì những cái sáu cái điều đó để dạy cho chúng ta ngay cả cái đời sống của người Phật tử là không có nên làm. Đó là để tạo cho chúng ta một cái nghề nghiệp nó thuộc gì, đi tìm cầu cái hạnh phúc nó chân chính. Còn chứ không phải dạy cho chúng ta trên cái sự đau khổ của chúng sinh khác, hoặc là thậm chí đôi khi là cái nghề đó nó có thể tạo điều kiện cho chúng ta dễ kiếm sống, dễ kiếm tiền đó. Nhưng mà cái hạnh phúc đó là hạnh phúc Đức Phật cho rằng là không có chân chính. Nếu mà mình sống trên cái sự tìm cầu đó để mà mình đạt được cái hạnh phúc cho riêng cái tham muốn của mình đó, thì nó đến lúc cái nhân quả là mình sẽ trả quả, mà trả quả đó là trên sự đau khổ, mà đau khổ đó không khác ai hơn đó là mình gieo nhân thì mình sẽ chịu cái quả đó mà thôi. Cho nên đó, để cho chúng ta thấy được sáu cái điều đó Đức Phật dạy cho cái người Phật tử chúng ta không có nên làm. Rồi từ cái để ý thức được cái thân của mình nó có thể dễ dàng nó tạo ra tội như vậy đó, để cho chúng ta gìn giữ cái thân của mình và biết cách nuôi sống cái thân của mình và biết cách để gìn giữ từng cái lời nói, từng cái hành động, những cái cử chỉ của chúng ta để bớt làm đi đau khổ chúng sinh đó. Và hai câu kết là như thị quán sát tiệm ly sinh tử. Đó là những cái điều hai câu kết để nhắc cho chúng ta lại một cái đệ nhất giác ngộ, lại hàng ngày cho chúng ta phải thấy được rõ thế gian là vô thường, thấy rõ được cái thân này nó lại là không một cái sự duyên hợp lại, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ tan rã. Và để chỉ cho chúng ta được những tâm niệm ác nó xuất phát từ nơi tâm của mình, để cho mình ngăn chặn nó, và để chỉ cho chúng ta ý thức được cái thân này không khéo là chúng ta tạo ra vô số tội lỗi. Như vậy thì rõ ràng mình muốn quý cái thân này, muốn kéo dài cái tuổi thọ, thì dĩ nhiên là mình sẽ sống, rồi cứu mạng sống của chúng sinh khác. Còn bây giờ mình giết chúng sinh khác nhiều quá thì mình làm cho mình cái tình thương yêu của mình nó bị giảm đi, mà cái tuổi thọ của mình nó cũng giảm theo luôn. Cho nên từ đó mà nhắc nhở chúng ta hằng ngày, các quý Phật tử cần phải quán sát như vậy. Nhờ có quán sát như vậy đó, nhưng mà theo thầy thấy thì trên cái vai trò tu tập á, mà ngày mà mình thấy được cái thân vô thường, thấy được cái thân này nó giả tạm, không biết là nó sống nay nó thác mai, không biết là nó sống tới ngày nào, rồi nó sẽ tắt thở lìa đời nó chết đây. Rồi như vậy thì trong cái cuộc đời này nè, bao nhiêu năm á mình bỏ ra, mình sống chạy theo trên cái dục nó như thế nào, rồi bao nhiêu năm trời trong cái mạng này nè, chúng ta được tu tập những gì của Phật pháp, chúng ta được sống những gì lợi ích đó, và những gì để cho chúng ta làm một cái hành trang để mang theo cái kiếp tới. Cho nên ví dụ như thầy, bây giờ thầy là người tu sĩ, cho nên nó may cho thân thầy là được sanh ra để đi làm người tu sĩ, để sống trên cái điều tốt đẹp, thì dĩ nhiên là thầy sẽ hạnh phúc trên những cái gì thầy đi, bởi vì thầy thấy được cái nhân của nó, để gieo những cái hành động sống tốt như thế nào, để cuối cùng cái vị lai đó, nếu mà mình chưa có tu tập, mình chưa có thành Phật được kiếp này, thì mình tiếp tục mình tu nhiều kiếp nữa, và mình đi tiếp tục đi trên con đường thiện đó nữa, thì dĩ nhiên là mình sẽ được hạnh phúc, phải không? Cho nên cái ngày hôm nay mà nhờ chúng ta nhắc nhở trong cái điều thứ nhất này đó, để nhất giác ngộ này đó, để cho chúng ta hàng ngày, để cho mình loại trừ đi những cái tâm niệm ác, để mình thấy được cái cuộc đời, cái thân mình giả tạm đó, mình buông xuống bớt đi. Đó. Mà Đức Phật có một cái câu kinh gọi là buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi kết gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, dạng sự vô thường buông xuống đi. Đó là bốn cái câu mà Đức Phật dạy cho mình hãy buông xuống bớt đi, để cho mình thấy tất cả dạng sự nó đều thay đổi hết, tại từ đó cho mình giải thoát. Chứ rồi bây giờ nếu mình thở hít vô mà mình không thở ra là thấy mình tiêu rồi, tiêu cả cuộc đời này, lúc bây giờ không ai cứu được mình đâu. Cho nên đó là cái điều giác ngộ thứ nhất mà chia sẻ với Phật tử, để cho mà hằng ngày khi mà mình thấy được rõ ràng thân tâm mình vô thường, rồi lần hồi á bắt đầu mình mới thấy những cái hoàn cảnh xung quanh mình nó diễn ra như vậy, để mình không còn chấp chặt nữa, rồi bắt đầu lúc quay lại đời sống nội tâm đây, nó tức là dài xuống tám điều giác ngộ này, để cho Phật tử thấy rằng là chúng ta tiếp tục mình nhìn lại cái nội tâm của mình, để cho mình sống một cái đời sống gọi là thiểu dục. Thiểu dục tức là đời sống ít muốn,
Còn mà đời sống tri túc á, là đời sống mình biết đủ. Nó cho nên nó qua tới cái đệ nhị giác ngộ là đa dục vi khổ, sinh tử bì đau, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đó là cái đệ nhị giác ngộ. Nói tới đây thì thầy khuyên các quý Phật tử là trong cái tám điều giác ngộ này, nhờ cái duyên giảng cho Phật tử hôm nay mà thầy mới nghiên cứu sâu vô cái này. Và những cái lời này á, nó đều có thể là theo thầy thấy nó hết sức là ngắn gọn. Thầy ban đầu thầy còn viết ra cái thể thơ nữa để cho mình dễ nhớ, trong khi cái ngôn từ Hán ngữ như thế này. Nhưng mà nhìn qua cái cách mà làm viết của một vị thiền sư như Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì nó đã đặc biệt cho cái thể thơ rất là dễ hiểu rồi. Rồi sau này á, thì được Phật tử gửi qua cái bản dịch mà của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh nữa, thì nó lại ngắn gọn nữa mà lại xúc tích nữa đó. Nhưng mà nhờ kinh kệ mà nhờ mình thuộc á, từ đó nó sẽ nhắc nhở cho mình hàng ngày khi mà mình đụng chuyện mình phiền não á, thì những cái câu kinh kệ này á, nó sẽ hàn gắn, nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua một cách nó nhẹ nhàng trong cuộc sống, để cho mình tiếp tục mình sống hạnh phúc hơn. Cho nên cái đệ nhị giác ngộ là đa dục vi khổ, là để chỉ cho chúng ta đa là nhiều, nhiều cái dục á tức là khổ. Mà sự thật như vậy. Bây giờ nếu mà nói về cõi dục thì mình phải xét tới là một cái ngôn từ rất là bình thường mà chúng ta thấy, xét đến là năm cái dục căn bản, tức là sắc dục, rồi danh, rồi lợi, rồi ăn, rồi ngủ. Mà cái sắc dục á là một cái yếu tố mà cái tình của người trai gái đó, nam nữ mà Đức Phật nói trong kinh, ta không có thấy một cái sắc nào mà cuốn hút cái tâm người đàn ông bằng một cái sắc của người phụ nữ, và ngược lại, ta không có thấy một cái sắc nào cuốn hút cái tâm của người phụ nữ bằng cái sắc của người đàn ông. Để nói điều đó cho các quý Phật tử thấy rằng là mình đã thanh ra cái thân này là mang cái thân dục rồi, mà từ cái tinh cha huyết mẹ để tạo ra cái thân này. Cho nên đó là chúng sinh thì dễ dàng sống chạy theo cái tâm dục này, cho nên cuối cùng ai cũng lớn lên là dựng vợ rồi gả chồng, và rồi tiếp tục sanh ra những nạn con cháu của mình nữa đó. Và để nói điều đó để cho chúng ta dễ dàng chạy theo cái sắc dục đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết đủ đó, biết đủ là Đức Phật dạy cho mình một cái đức tính trung thủy, mình nhờ mình trung thủy á, thì nó sẽ hạnh phúc bảo vệ cho cái mái ấm gia đình của mình. Còn nhiều khi mà sắc dục mà khiến cho người ta phải chạy theo mà đôi khi không cưỡng chế lại được, cho nên đưa đến những trường hợp là đôi khi những cái trường hợp là hiếp dâm, những cái trường hợp cưỡng hiếp vân vân, nhất là những cái tệ nạn xã hội đó chúng ta thường thấy trên những cái trang báo chí ở ở Việt Nam. Và phạm vào những tội đó thì tù đài rồi. Có những cặp nam nữ thì họ sống với nhau, rồi sau khi sống với nhau rồi thì bây giờ tới chừng mang thai thì họ lại cảm thấy rằng là xấu hổ, và cảm thấy rằng là sẽ cái tuổi đời chưa có lớn, rồi bây giờ mà mình mang thai sinh con như vậy làm sao nuôi. Cho nên nhiều trường hợp mà nhất là bệnh viện từ vũ, nó là những cái nạn mà môi thai, phá thai, móc thai, đủ thứ hết trơn. Cho nên là chỉ vì có chạy theo sắc dục thôi mà đưa đến những cái tệ nạn, mà những cái trường hợp như ở bệnh viện họ hỗ trợ cho cái việc phá thai, những cái việc nạo thai nữa đó. Có những người thế hệ trẻ mà phải nạo thai hoặc là, thì mỗi lần một nạo thai mà như vậy đó, thì các quý vị thấy rằng là đã phạm vào một cái tội sát sanh. Mà nói về trên đạo lực của nhân quả, đó là tội giết người, thì nó vô số tội. Có những người họ cảm thấy rằng họ rất là sợ hãi, trong khi vợ chồng bây giờ họ đã có con rồi, rồi bây giờ trong khi họ không muốn sanh nữa đó. Nhưng mà lỡ accident sau đó họ lại có thai rồi, thì là vợ chồng bàn tính với nhau là phải phá đi cái thai nhỏ đó đi. Nhưng mà phá thai đó rồi thì bây giờ đó là sau khi phá xong thì vợ chồng lúc bây giờ bắt đầu mới ám ảnh à, mới sợ, mới thấy nhân quả, nỗi ám ảnh đó đi theo với họ. Có cái cặp gia đình là họ lên họ trình bày với thầy là bây giờ là vợ chồng con phá cái thai đó mà đã mười mấy năm rồi, mà bây giờ con liên tưởng rằng cái thai đó nó vẫn còn sống đó, liên tưởng rằng là cái thế giới của tâm linh nó có một cái bóng hồn của con là nó theo, trong khi nó mười mấy năm, chắc là nó mười mấy tuổi rồi đó. Cho nên bây giờ là lên con thấy là nội tâm của vợ chồng nó rất là phát
an, trong khi nhiều đi mơ rồi mộng nữa, rồi thấy ra những cái điều mà họ cảm thấy họ bất an trong lòng, và từ đó họ họ chia sẻ với thầy và để chỉ cho họ hóa giải đi những cái tâm niệm đó. Nhưng mà thưa quý vị, là chỉ vì cái lòng ham muốn của chúng ta mà chúng ta không kiềm chế được nó, và không khéo, không đủ chi kiến để hiểu biết á, thì mình sẽ sống chạy theo cái dòng tâm niệm, mà tâm niệm nó không khéo ác pháp á, thì nó tạo ra vô số tội lỗi, có những cái phải chịu cảnh tù tội, giống như cưỡng hiếp chẳng hạn à. Rồi hoặc là bây giờ ngay cả ở bên Mỹ này cũng vậy thôi, nếu mà mình với một người phụ nữ mà bây giờ xét KDM thì họ bắt mình phải support cho tới 18 tuổi. Đó là những cái hậu quả mà chúng ta phải có trách nhiệm để lo. Đó, không thể nào chạy được. Nhưng mà ở Việt Nam thì đôi khi khác nữa. Đó, đôi khi nó tùy vào cái luật pháp của một cái nơi đó. Vài cái trường hợp mà giống như mình giết con mình ngay từ trong khi bào thai, thì bây giờ cái hình ảnh giết đó nó lại cắn đứt lương tâm của mình. Mà mình quá giải một điều khó khăn chứ đâu phải dễ được. Bởi vì đó là duyên nghiệp của chúng ta. Đó. Cho nên mình có thì mình nên giữ đi, mình nên sống với cái tâm từ bi đó. Thấy không? Cho nên vì vậy đó, sau khi mà không hiểu Phật pháp đó, thì mình tạo những cái điều tội lỗi đó thì nó khổ cho mình. Nhưng mà tất cả chỉ vì chúng ta chạy theo cái lòng sắc dục thôi, cái sự ham muốn của sắc dục. Trong khi cái thân mình là thân dục, mình không biết tu á thì khó kiềm chế. Còn nói về cái chuyện mà tâm tham lợi thì quý vị biết là cái tiền. Đối với cái đời sống bên Mỹ, cái điều kiện mà tiền bạc cũng là một vấn đề hết sức là quan trọng. Trong khi ai nấy chúng ta đều có nhà cửa cả, đều có xe cộ cả, đều có đủ thứ trong cái máy ấm gia đình mà chúng ta cần phải có tiền để lo. Nhầm người bận rộn cả tuần lễ lo đi làm không, không? Giờ nhiều khi Phật pháp mình cũng học nó cũng ít nữa, không? Giống như giờ bài mình làm cũng khó nữa. Ở đây mà ai mà làm bài mà gửi về cho thầy được đó, là thầy khen Phật tử đó trước rồi đó. Không biết là luận lý nó hay nó dở hoặc là nó như thế nào, nhưng mà thầy thấy với cái lòng chúng ta có chịu khó làm, tại vì nhờ có làm á thì chúng ta mới có thể trao dồi cái nội tâm của chúng ta, nó càng thâm nhập hơn. Nhờ thâm nhập đó đó, nhắc nhở nhiều lần trong cái tư tưởng mình vậy đó, thì nó sẽ giúp ích được cho mình. Khi mình gặp phiền não tự nhiên nó quét à, cái niệm vô thường này nó tới, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Mà cái công chúng ta bỏ ra đó thì nó sẽ đem lại cái kết quả là khi mình phiền não hoặc là bình thường cái hoàn cảnh gì nó diễn ra đó, mà mình có thể mình dễ thấy bằng cái ánh mắt vô thường. Mà ánh mắt vô thường đó là do tự chính bản thân của chúng ta, tự mình ngồi xuống, tự mình tư duy suy nghĩ rõ ràng trong cái đời sống thực tại của mình nè, nó vô thường cái chỗ nào, mình đi chia sẻ cái vô thường đó thì nó sẽ thông phú cho cái bài của mình hết. Là bảo đảm cho Phật tử là 20 Phật tử làm bài là tự nhiên là không ai giống ai được. Bởi vì cái vô thường đó mình thấy trong cuộc sống của mình, mà mình thấy nó rõ ràng trong mấy ấm gia đình của mình, mình thấy rõ ràng trong mấy năm nay mình sống cái gì nó vô thường, thì dĩ nhiên mỗi người nó có một cái bài tâm luận mà không ai giống ai, nó có một cái giá trị riêng của nó đó. Và mà mình còn không làm á, nhiều khi mình thấy mình hiểu vậy đó nhưng mà mình không làm thì nổ cho mình. Tại vì lâu lâu mình được có dịp, thầy trò mình được dịp để ngồi lại, để trong cái mùa dịch bệnh mình được học như thế này, nó đâu phải dễ đâu, nó có cái duyên lắm, nó có duyên chúng ta mới được ngồi để học và được dịp giống như thầy, được dịp để thầy học thuộc cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác này. Chứ nhiều khi cả cuộc đời tu mà chỉ đọc sơ qua cái thôi, đâu có cơ hội đâu mà học một lần đó. Cũng giống như cơ hội mà Phật tử có cái dịp để mình làm bài tham luận á thì quý giá lắm, nên dành chút ít thời gian trong khi 2 tuần lắm, như tuần tới để học nữa thì tới 3 tuần 4 tuần cái thầy trò mình hết được dịp gặp nhau rồi, chỉ có 4 thời gian thôi, phải không? Cho nên là chúng ta nên trình bày rồi ít nhiều gì đó để thể hiện, để chứng tỏ chúng ta có hiểu biết hay không hiểu biết. Nhưng mà thầy thấy xét dịp lại ngay cả đời sống của mình thấy cái gì nó vô thường, mình viết ra cái đoạn đó là nó thực tế nhất đó, chứ không cần phải copy đâu, sách vở đâu chứ trời đó. Mà mình nhờ như vậy đó, nó sẽ thâm nhập vào cái thân tâm của mình nhiều hơn. Cho nên sau khi đó thì mình thấy cái dục mà của cái tiền nó là ai nấy đều cũng phải bận rộn đó. Đó, nhưng mà mình sống trên cái thiện, mà tự cái nghề mà mình làm, trên cái hành động thiện của mình để kiếm tiền thì nó sẽ rất là bổ ích. Mà Đức Phật rất là khuyến khích,
Nếu mà chúng ta có cái duyên để làm ra tiền được, mình làm ra tiền để mình còn ủng hộ bao nhiêu người khác, mình còn có thể giúp đỡ từ thiện cho bao nhiêu hoàn cảnh nghèo khổ khác, rồi mình có thể giúp đỡ cho cái hoàn cảnh mái ấm gia đình của mình. Đó, trước mắt là mình được an vui, mình được hạnh phúc cái đảo. Đó. Nhưng mà mình không khéo á, thì trong cái chuyện tham tiền á, mình có một còn mình muốn mười, có mười mình muốn trăm thì thôi, cái này là nó khổ lắm, nó khổ lắm. Mình nhiều khi đi làm cả ngày lẫn đêm luôn mà làm cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Rồi bây giờ vừa có tiền để ước mơ mua cái nhà, rồi ước mơ mua cái nhà được thì mua chiếc xe, rồi mua chiếc xe, rồi lại ước mơ lòng tham muốn của chúng ta mua bao nhiêu cái khác nữa để cho nó phù hợp trong cái đời sống tham dục của mình, mà mình cho đó là hoàn hảo. Bởi vì cái tham dục á, mà trong cái ánh mắt nhìn của nhà khoa học á, thì họ sẽ tạo ra cái tham dục nó hoàn hảo, đó là cái kiến thức. Và tạo ra cái kiến thức, cho nên mình nghiên cứu ra cái này, mình nghiên cứu ra cái kia, đó là chạy theo cái lòng tham dục để mà càng lúc nó càng nâng cao. Ngày xưa mình đi dưới mặt đất, ngày nay cho đi máy bay là, và ngày nay là ngày xưa mình thấy các game show hết rồi, nhưng ngày nay là mình cầm cái iPad, cầm cái điện thoại, cầm cái laptop, là mình lúc nào cũng có chương trình để cho mình coi hết đó. Nhưng mà mình phải trí theo cái tâm của mình nó phóng ra ngoài, mà trong khi đó Đức Phật dạy cho những người đệ tử của mình đó là quay vô trong, mà Đức Phật dùng cái tự gọi là cái từ gọi là phòng hộ lục căn, tức là phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Nhưng mà thưa quý vị, mình nhìn ra ngoài quá trời như vậy làm sao mà mình phòng hộ được nó, mà nó duyên hết chương trình này tới chương trình kia. Nhất là trong cái mùa dịch này, có những người không có công ăn việc làm gì hết, có những người lớn tuổi rồi mình nghỉ ở nhà và thì là cái điều kiện dễ buồn lắm. Nếu mà chúng ta không biết câu thì dễ buồn lắm, dễ lên coi đĩa, coi nhạc, coi game show, coi chương trình hài, vân vân. Nó làm cho tâm chúng ta nó cuốn hút để chạy theo cái phía bên ngoài, chứ chúng ta quên đi cái điều Đức Phật dạy cho chúng ta là mình phòng hộ lại lục căn, tức là mình gìn giữ để thân tâm của mình nó không có chạy theo niệm này niệm kia. Còn mà mình để cho nó chạy niệm này niệm kia là mình bị cái tâm tham, mà tham đó nó vật chất nó chi phối, nó tham nhiều thứ lắm. Bây giờ mình nhìn ngoài mình thấy người ta có đôi dép đẹp cái mình cũng muốn thì nghĩa là rõ ràng cái tâm mình không có phòng hộ đôi mắt, mà lỡ đôi mắt nó nhìn vô nó thấy đẹp, có đôi dép đẹp, nó thấy quần áo đẹp, rồi bây giờ là cái ta bắt đầu là khi mình không có biết phòng hộ đó thì mình sẽ chạy theo cái niệm dục đó. Bạn bè có, vợ chồng mình cũng gán có, từ cái có đó mà phải đi cài để kiếm tiền thì mình mới làm được. Không? Mà nhất là điều kiện bên Mỹ này thì dễ dàng nữa. Nhiều khi không có tiền thì cho mình mượn, nhà bán cho mượn, nó còn dễ mua nữa. Không? Nhưng mà nếu Phật tử biết đủ thì mình hạn chế bớt lại thì mình sẽ giải thoát. Không? Đó là nói về cái tham tiền là nó dễ dàng lắm quý vị. Nhầm người nghèo khổ họ kiếm tiền không có, không ra được. Giống như ở Việt Nam mà có những cái trường hợp mà nạn cướp bóc thiếu gì. Cướp bóc là để thể hiện cho một cái sự tâm tham lam mà thôi. Giật dây chuyền, giật lô bông tai, giật điện thoại, rồi là xe ai chạy là cả như bỏ dọc đường, là cả như sơ hở là cả như anh ta lên là bẻ khóa chạy liền, ăn cắp. Tất cả nó đều chỉ vì là tâm tham của con người. Cho nên cái tham đó, đối với cái tham của nhà khoa học thì khác. Nó để tạo ra cho chúng ta kiến thức mà để cho chúng ta chạy theo. Đó thì mình khổ. Nhưng mà đối với cái chi kiến của Đức Phật thì Ngài lại quay lại, Ngài dạy cho chúng ta một cách là thiểu dục, chứ không có chạy theo lòng tham muốn, mà chỉ có sống với cái thiểu dục thì mình mới có sự giải thoát. Mà mình không có sống theo thiểu dục, mình chạy theo dục thì chắc chắn là mình khổ. Cho nên nó ứng vào cái câu gọi là đa dục vi khổ, nhiều dục tức là khổ nhiều. Đó. Mà lần hồi người các quý Phật tử mình tự chiêm nghiệm lại xem. Như hôm nay mình học cái bài học này, mình có cái giây phút mình ngồi lại thiền định, mình thấy mình có dính mắc thế nào trong cái ngũ dục này. Có dính tham tiền không? Có dính tham sắc không? Rồi nói tới cái chuyện tham danh. Tham danh nó cũng là một cái tiêu chí mà mình dễ dàng. Nhiều khi ban đầu là mình khởi cái tâm, mình làm cái đó là mình nghĩ là từ bi thôi. Mình làm cái việc làm của mình là nghĩ rằng mình sẽ giúp ích cho nhiều người. Giống như bây giờ mình làm trong gia đình Phật tử mình, thì có những người đâu phải ai cũng làm huynh trưởng được.
Mình có khiếu lắm mới làm huynh trưởng, có cái tâm đạo lắm mới làm một huynh trưởng đó. Rồi tới làm gia trưởng nữa, đó, bác gia trưởng nữa. Cho nên đó, vì vậy đó mà mình đứng trên cương vị nó càng cái trọng trách nhiều á, thì mình phải rèn luyện cái nội tâm mình nhiều hơn. Nhất là quý vị phải có một cái chánh niệm cho bản thân của mình, mỗi ngày ngồi thiền một chút xíu để mình xét lại. Còn không khéo mình dễ dàng mình chạy theo nó. Thầy nói ngay bản thân của cái việc tu hành cũng vậy thôi. Bây giờ mình đi làm việc càng nhiều gánh trọng trách, chủ trì gánh trọng trách, nếu mà gặp xã hội thì mình phải ra mình gánh trọng trách của xã hội nữa. Và mình được nhiều người ta tôn trọng, người ta quý mến, mình dễ trèo lên cái thang của danh vọng. Nhưng mà nếu mà mình tận dụng cái tâm mình biết khiêm nhường và mình sống biết hy sinh vì mọi người á, thì nó lại ít, nó lại tăng trưởng hơn. Nhưng mà không khéo á, là bị cái tâm tham tranh nó sẽ kéo cho chúng ta phải khổ. Nhiều khi thầy làm MC mà giới thiệu chức sắc mà giới thiệu sai thôi là cũng dễ bị buồn thôi. Nếu không khéo là mình bị lọt vô cái danh đó rồi đó. Cho nên ở đây á, thì cái cương vị cái tâm tham tranh á, ai mà mình gánh trọng trách nhiều thì mình càng phải tu nhiều hơn để mình làm gương cho các em nhiều hơn, thì mọi người người ta sẽ bắt chước theo, người ta noi gương theo. Còn đó là nói về năm cái ngũ dục, mà còn hai cái cuối cùng đó là cái điều mà nó gắn liền hàng ngày với cuộc sống của chúng ta, đó là cái ăn và cái ngủ. Mà cái ăn dễ dàng mình bị cái tâm tham ăn nó chi phối mình, bởi vì hàng ngày á mà mình có thể mình nhiều khi vì công ăn việc làm mình ăn một ngày tới ba bữa, nhưng mà nhiều khi rồi nó vui vui nó đói đói là mình làm một bữa nữa đó. Nhiều khi như vậy đó là mình bị cái tâm tham ăn nó chi phối, và nhiều khi mình không hay. Nhưng mà nếu mà chịu khó mà mình suy xét lại thì mình mới thấy sợ. Bây giờ khi mình ăn nhiều bữa, đó là ở đời Phật tử muốn làm sao cũng được. Mình ở nhà nhiều khi mình muốn ăn ba bốn bữa không ai nói mình, đúng không? Nhưng mà nhiều khi tu nó khác. Ví dụ như tới chừng mà gặp khóa tu như thầy đây, thầy cũng tổ chức cái khóa tu nè, mà khóa tu một ngày ăn lạc. Cho cái mùa dịch này thì tạm nghỉ đó, nhưng mà cũng đã tổ chức mấy chục khóa tu rồi. Khóa ăn có một bữa thôi, buổi trưa à. Nhưng mà ăn buổi trưa vậy thì mình sống có dễ không? Mà trong khi Đức Phật dạy thì nếu mà mình nhiệt huyết mình tu, thưa với Phật tử là ăn một bữa nó tốt cho sức khỏe rồi. Nếu mà nhiệt huyết mình không có bận chuyện gì hết, mình chỉ chuyên tu thôi, hàng ngày mình thiền hành, mình chánh niệm để mà mình hàng phục cái tâm tham dục của mình, thì mình không cần ăn nhiều đâu. Lúc bây giờ nó cần một bữa là nó đủ nuôi sống cái thân của chúng ta. Còn mà bình thường mà mình ăn mà sáng rồi ăn chiều nữa thì quá ra chúng ta mất thời giờ rất là nhiều trong cái việc ăn uống này, rồi nó lại là làm cho chúng ta mệt mỏi trong cái việc ăn uống, rồi nó nhiều khi mà bỏ không tiêu rồi còn mệt nữa. Đó là nói về cái ăn đó. Cái ăn mà mình ăn chay để nuôi sống cái thân mạng này, cái điều này nó không có phải là nó yếu đâu nghe Phật tử. Thầy thấy nhiều năm mà mình ăn chay đó, mình biết là sức khỏe vẫn làm việc vẫn dẻo dai như thường, chứ không phải là mình ăn chay mà mình không đủ chất đạm hoặc là không đủ chất này chất kia rồi mình nghe rồi mình chạy theo những cái tâm niệm của ác pháp khuyến khích mình. Cho nên vì vậy đó, ăn chay nó vẫn có sức khỏe, nó vẫn ổn định. Rồi cho đến cái ngủ là một cái điều khó chịu nữa. Bình thường nếu khoa học họ cho rằng là mình ngủ ngày 8 tiếng à, nếu mà ngày nào Phật tử cũng ngủ 8 tiếng thì điều đó nó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ vô tu mà thầy bắt ngủ còn có 6 tiếng thôi à. Thưa với Phật tử là Đức Phật dạy cho mình á, có một cái bài kệ: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già. Thì đệ tử của Đức Phật á thì thường thường lúc nào cũng giữ chánh niệm mà. Nhưng mà mình ngủ thì mình đâu có còn chánh niệm nữa được. Cho nên cái ngủ là mình dễ chạy theo cái tâm tham ngủ. Cho nên mình khi ngủ là quý vị không có còn chánh niệm nữa. Cho nên mình càng ngủ nhiều là mình si mê nhiều. Đó, ngủ ít mà mình giữ chánh niệm thì mới được. Chứ nhiều khi mà mình ít ngủ mà mình nó tùy vào cái sức khỏe tu tập của mình. Ban đầu 8 tiếng, rồi lần hồi mình tập còn 7 tiếng, rồi lần hồi tập còn 6 tiếng. Đó, rồi lần hồi chúng ta mấy, nó còn 4 tiếng. Đó, là đến lúc đó là cao điểm lắm rồi đó. Nếu mà chúng ta gìn giữ mà tu tập cao,
tu tập mà đi sâu vào trong cái thiền định để gìn giữ cái tâm của mình nó bất động, nó thanh thản, nó an lạc á, nó vô sự á, thì chúng ta mới có một cái nguồn năng lượng siêu vật thể để nó hỗ trợ nuôi cái thân chúng ta, mình mới có cái sức dẻo dai mình tu tập được nữa, chứ không phải là mình còn 4 tiếng là giai đoạn mà khó khăn đó. Còn nếu mà mình ngày mình 8 tiếng thì cái điều đó dễ rồi, cái điều đó là bình thường của một con người thôi. Còn nếu Phật tử mà muốn tiến bộ nữa đó, mà Đức Phật cho rằng là bất luận ngày hay đêm thì lúc bây giờ để tu mà để thành chứng chứng quả A La Hán rồi thì không còn ngủ, không còn ngủ gì ngày, không còn ngủ đêm, nhiều khi nằm đó thôi chứ không còn ngủ nữa. Có nghĩa là cái sức định tĩnh nó cao rồi. Rồi lúc bây giờ đó mình mới thấy được cái tác dụng mà mình muốn loại trừ nó, thì mình phải tu nó mới khó như thế nào. Cho nên đó là cái điều để dẫn chứng cho Phật tử thấy rằng là cái đa dục quy khổ là đa phần chúng ta dẫn chứng về năm cái dục này đó, để cho mình xét việc đó. Còn mà mình hàng ngày mình muốn làm sao để việc đó thì không có cách nào, Phật tử phải giữ chánh niệm thôi, mình phải thực tập chánh niệm. Bây giờ mình tu mà nó buồn ngủ, những ai mà tập tu thiền định, nếu mà mình tu mà mình thấy nó lơ tơ mơ, nó muốn mất chánh niệm rồi, nó gục rồi, thì mau mau mình phải đứng dậy, mình phải đi thiền hành, mình đừng có chấp nhận mình cứ ngồi nữa. Hãy Phật tử ngồi nữa thì thôi rồi, bị cái tâm tham ngủ nó quánh mình rồi. Mà nó quánh rồi một hồi là cái như là Phật tử cứ gán ngồi mà ngồi đó thì một hồi là mình thua, không có cách nào mà mình thắng được, tại vì mình đã để cho giặc nó vô trong rồi thì làm sao mà mình thắng được. Cho nên là mình phải siêng năng, mình phải tập mình ngồi dậy để mình đi kinh hành thì mình mới hy vọng mình diệt được cái tâm tham ngủ, ngay cả cái tâm tham ăn cũng vậy. Nếu mà mình quán chiếu thực phẩm nó là một bất tịnh, nó là từ một cái thức ăn bên ngoài, kết cấu từ cái tứ đại bên ngoài để nuôi cái thân tứ đại bên trong, mà mình thấy thực phẩm rõ ràng là bất tịnh thì tất nhiên chúng ta mới có thể bỏ được cái tâm tham ăn của mình được. Còn không khéo là mình cứ chạy theo tâm tham ăn, mình ăn ăn cử này ăn qua cử kia, nhiều khi ăn lặt vặt nữa, và như vậy là mình chạy theo tâm tham ăn hết. Mà mình nếu mà không chịu khó để mình chánh niệm, mình thấy được cái này á, thì rõ ràng mình chạy theo tham ăn mà mình không nhận được, như vậy thì mình khổ cho bản thân của mình thôi. Và mình không muốn mà mình không đạt được thì lúc bây giờ mình mới thấy nó khổ. Còn bình thường không ai đá động như mình hết, mình không thấy khổ đâu. Rồi đi từng mà mình quyết tâm mình bỏ đi mình mới thấy khổ. Bỏ mà giống như Đức Phật dạy là khi mà bây giờ mà tu tập mà đến cuối cùng mà tu tập mà tinh tấn vô thất tu, lúc bây giờ nó còn giữ tiền hết á. Tại mình vô trong thất tu có người ta lo hết rồi, không cần phải bận rộn gì nữa hết. Lúc bây giờ mình thấy mình chắc không còn giữ tiền gì nữa, nó không có laptop, không có điện thoại gì nữa. Đó, bữa nào Phật tử tập tu thử, tập tu một cái đời sống thiểu dục coi. Thầy ở đây, thầy có nhà nè, có phòng, có ốc, qua tập tu tuần lễ, không điện thoại, không laptop, không iPad, không chim truyền hình, không có tiền, giao thầy giữ hết, qua nó tu tuần lễ, thì mình mới hiểu, mình mới thấy nó thiểu dục ra sao. Còn mình ở nhà là mình dễ chạy thể dục lắm, mình có điều kiện để mà mình có cái cơ hội đó, mình rèn luyện rồi mình mới thấy mình có chạy thêm sao. Rồi vô được cái cốc tu á, rồi mình thấy mình sẽ gìn giữ cái giờ ngủ nghiêm túc nè, đến giờ đó mới được ngủ, chưa tới giờ là không có được ngủ. Thì lúc bây giờ đó mình thấy cái tâm tham ngủ của mình á, mà bấy lâu nay nó đi theo cuộc đời mình á, nó mới lòi ra. Còn giờ bấy lâu nay mình không có cho nó cơ hội, nó bộc phát ở nhà mà không ăn ăn muốn ngủ ngủ à. Rồi mình có tuổi nữa, mình làm chủ gia đình nữa, không có con cháu nào mà làm quyền mình được hết. Cho nên mình dễ dàng để mình chạy theo những cái tâm đó, cho nên như vậy đó. Mà mình khi mình chạy theo cái ngũ dục này thì mình mới thấy rằng cái sự sanh tử bì đau là ở đây, là cái sanh tử nó khó nhập, nó mệt mỏi, là để chỉ cho chúng ta thấy là cái đời sống này á, của cái những người chạy theo năm dục thì đời sống của họ nó trong cái sự khó khổ nhiều hơn, trong cái sự mệt mỏi nhiều hơn đó. Nếu mà tham dục mà quá độ, giống như vua ngọa triều á, bây giờ tham dục quá độ đến nỗi lên triều là ông cũng nằm luôn. Mình nằm luôn là gọi là chỉ cho cái thân xác nó mệt mỏi, đúng không? Bây giờ mình tham tiền nhiều thì rõ ràng là chúng ta phải đi làm kiếm tiền nhiều, mà tham đi kiếm tiền nhiều đi làm nhiều giờ mệt mỏi không? Mệt mỏi chứ, nếu nó không mệt mỏi
Không mệt mỏi là tất nhiên là mình còn trẻ đấy, chứ mai mốt là lớn lớn tuổi là thấy mệt á. Không biết vậy sao cho thầy thấy thầy cũng mệt rồi đó, là thầy độ tuổi này thầy thấy thầy làm quá thầy cũng mệt rồi. Và cái tâm tham danh cũng vậy thôi, mình muốn cái danh đó, muốn cái cương vị đó, mình phải nỗ lực, mình học để mình có được cái bằng cấp. Mình có bằng cấp mình cực khổ không? Cực khổ mới có bằng cấp chứ. Bây giờ muốn học làm tiến sĩ Phật học cũng phải trải qua nhiều giai đoạn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp mới tới thạc sĩ, tới tiến sĩ chứ. Trải qua mười mấy năm trời ăn học khổ lắm chứ, ngày đêm phải test bài cũng khổ lắm chứ. Nếu không khổ sao được không? Cho nên chỉ cái cuộc sống, cái sanh tử bì lao chỉ cho cái đời sống chúng ta nó mệt mỏi, cho nên những người chạy theo tham dục. Mà cái đoạn nói rằng là tùng tham dục khởi, là mình a tùng, mình chạy theo cái tâm tham này, chạy theo cái lòng dục, cái niệm dục nó khởi lên mà mình chạy theo nó mình khổ đó. Mà mình chạy theo hoài như vậy á thì rõ ràng là mình nô lệ cho dục hoài. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái bài kinh này để khuyến khích cho mình thấy được cái khổ của tâm tham dục nhiều là mình sẽ khổ đau nhiều, mình sẽ làm nô lệ nhiều, mà mình đánh mất cái sự tự chủ nơi nơi cái thân tâm của chúng ta. Từ đó cho nên mới mới khuyến khích cho chúng ta gọi là thiểu dục vô quy, là để cho mình ít muốn lại đi là mình sẽ bớt khổ, và từ đó thân tâm mình nó mới tự tại. Thiểu dục vô quy, thân tâm tự tại. Người nào ít chạy theo ngũ dục lạc của thế gian thì người đó sẽ có một cái cuộc sống thanh thản của nội tâm, sẽ thanh thản được cái thân của chúng ta. Và còn người nào chạy theo nhiều thì mình khổ đau nhiều. Cho nên đó là cái điều mà hôm nay chúng ta học chỉ tới đây thôi, để chúng ta hiểu lại một cách khái quát về cái đời sống vô thường, thay đổi, thân tâm tứ đại này nó giả hợp, đến lúc nó cũng sẽ tan rã, chỉ cho chúng ta thấy được cái tâm, cái niệm ác nó bắt nguồn từ nội tâm chúng ta, và chỉ cho cái thân của chúng ta đó, mà mình khéo vận dụng để mình sống trên cái hành vi thân hữu ý mình thiện lành, để mình gìn giữ một cái thân mạng sống một cách mà nó chánh thiện hàng ngày, để cho chúng ta quán sát như vậy, rồi mình đi sâu vào trong cái từng cái chánh niệm của cái thời phút thiền tập, để mình chiếu gọi lại được cái tâm tham dục của chúng ta nó trải qua cái ngõ ngách nào trong cái ngũ dục lạc này, sắc danh lợi thực thì này, để cho chúng ta lìa bỏ nó, để cho chúng ta diệt nó đi. Mà nhà mình diệt được cái tâm tham dục thì mình mới an lạc giải thoát được. Cho nên những cái bậc mà thánh tăng, đây là một cái đức hạnh mà dạy cho chúng ta thiểu dục á, là một đức hạnh của bậc thánh nha, chứ không phải của một người phàm phu mà chúng ta sống một cách trọn vẹn được cái tâm mà chúng ta thiểu dục đâu. Nhiều khi mình thấy nhà cửa mình tùm lum đồ cho làm sao gọi là thiểu dục. Mình ban đầu mới mua nhà mình có cái gì đâu, nhưng thầy thấy ban đầu ông mình Việt Nam mình mới qua Mỹ mình có cái gì đâu, bây giờ mình nhìn lại mình có bao nhiêu thứ, mình có quá trời có, thì như vậy thì làm sao mình thiếu dụng được đó. Nhưng mà từ ngày hôm nay mình biết được rồi, mình phải tập tập sống lại, rồi mình chạy mình nhiều đồ thì mình cái khổ. Nhầm khi thầy nói thầy đi quan tài mà thầy thấy ôi cha, bây giờ không biết sống cuộc đời qua trời chết đến nỗi mình giờ những quan tài qua trời đồ để vô làm sao để hết, có cái quan tài nhỏ xíu à, và giờ cái gì cũng muốn đang mang theo, cái cây gậy mà cũng mang theo, cái nón cũng mang theo nào, bây giờ nó mang theo nhiều thứ. Ôi cha, nếu mình tính ra thật tình thì cái quan tài đâu có bao giờ mà chứa hết được cái đồ mà quý vị tạo ra trong cái cuộc sống này. Cho nên qua cái điều quán chiếu đó để mình thấy là cái thiểu dục là một cái đời sống khó mà chúng ta tập hàng ngày thì quý vị mới có sự an lạc giải thoát, còn không khéo mình trở thành ra nô lệ của lòng dục. Bây giờ đã đúng 7 giờ, còn lại thời giờ là cho Phật tử hỏi những cái điều gì mà mình thắc mắc trong cái bài học hôm nay. Bởi vì giảng hai cái chủ đề này thì thầy thấy nó quan trọng ở cái đệ nhất giác ngộ, để chỉ cho chúng ta hàng ngày để chúng ta ý thức được để mình lìa bỏ, và cái thứ hai là cái lòng tham dục mà tất cả chúng ta ai cũng cũng dễ dàng bị dính mắc, bởi vì cái thân này là cái thân của dục, của cha mẹ tinh cha huyết mẹ để tạo ra cái thân này, cho nên chúng ta dễ dễ bị chạy theo cái dục đó.
và dính mắc nhiều thì bị nô lệ nhiều. Còn tuần tới nữa thì 3 tuần nữa thì chúng ta sẽ học qua tiếp đệ tam, đệ tứ và đệ ngũ, để cho chúng ta thấy được cái thành phần chi túc để mình biết đủ, rồi mình diệt đi cái phần lười biếng của mình, mà không cách khác nào Phật tử phải tinh tấn mà. Và bây giờ theo Phật tử hỏi đi. Dạ con cảm ơn thầy, kính mời cô anh chị có ai có câu hỏi đặt ra để nhờ thầy giải thích thêm. Có ai hỏi gì không? Dạ con có câu hỏi. Dạ con là Vinh. Dạ thưa thầy, năm cái tham dục thầy vừa nói đó là tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn và tham ngủ đó, thì chúng con hiểu được rằng năm cái tham dục này sẽ đem đến cho chúng ta khổ đau. Nhưng mà thầy con thấy thì chẳng hạn như ví dụ như tham tiền chẳng hạn. Đồng ý là tham tiền sẽ làm cho chúng ta đau khổ, nhưng mà tiền nó cũng rất quan trọng, có thể giúp cho chúng ta sinh hoạt được và cũng thể giúp đỡ cho những người khác. Nếu như mà chúng ta loại bỏ cái tham tiền đó, thì làm sao chúng ta có thể có điều kiện để mà giúp đỡ, chẳng hạn như cúng dường, giúp đỡ để mà bảo trì chùa, nhà, cuộc sống mình chẳng hạn như vậy. Còn vấn đề chẳng hạn như tham danh, nhiều lúc không phải là vì danh lợi, nhưng mà mình cũng khuyên các em hay là con cháu chúng ta, các em phải ráng cố gắng học hành, phải cố gắng học cao để mà mở rộng kiến thức chẳng hạn như vậy, thì cái đó nó cũng đâu phải là thuộc tham danh. Nếu chúng ta nói là các em không cần phải phải cố gắng tối đa chẳng hạn như vậy, thì cái việc học phát triển của các em lại lại không được tiến lên. Còn vấn đề chẳng hạn như tham ăn thì nếu như chúng ta bớt ăn ngủ lại thì cái đã ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chúng ta hay không, thì con hiểu được là năm cái tham dục này sẽ đem lại chúng ta khổ, mà thiếu nó thì cũng lại không không có tốt lắm, có phải vậy không thưa thầy? Có nghĩa là mình ngày hôm sau mình sẽ học được thêm cái phần chi túc, có nghĩa là mình biết đủ thôi. Nếu mình cảm thấy nó tới đó là nó đủ rồi thì mình sẽ đỡ khổ hơn. Dĩ nhiên là cái khổ ở đây để cho mình thấy, thí dụ như mình tham tiền thì tất cả mọi người ai cũng phải đi làm, phải bỏ thời giờ ra làm, mà tiền nó càng nhiều á thì mình đã càng thích làm đó. Và khi mà mình làm nhiều như vậy thì nó sẽ chi phối mình, phải mệt mỏi với nó nhiều. Nhưng mà nếu mà mình tiền mình có mà mình biết tùy duyên mà mình giúp đỡ cho mọi người, điều đó Đức Phật khuyến khích cho chúng ta, để cho mình sống với cái đức hạnh, nhờ cái đồng tiền mà mình thực hiện qua cái hành vi của chúng ta, mình bố thí, mình cúng dường, đó là mình đang trao dồi cái hành động mình biết buông xả. Mình biết bố thí nó cho cái tâm hồn rộng lớn giống như là một vị Bồ Tát. Nhưng mà lỡ như mà mình tiền mình không có thì mình cũng có thể mình bố thí công sức được. Mình không bố thí được tịnh tài thì mình bố thí bằng công sức của mình đó. Thì cái đó nó nói lên cái lý để cho chúng ta giải thoát, chúng ta đừng có bị nô lệ của đồng tiền. Ví dụ như bây giờ mình có 1 tỷ rồi, không ai nói là mình nghèo đâu, đúng không? Nhưng mà mình có 1 tỷ rồi mình muốn có 2 tỷ, có 2 tỷ mình có 4 tỷ. Rồi trong khi đó có ai nói rằng là tôi có 1 tỷ tôi gán tôi làm 3 tỷ, tôi lấy 3 tỷ tôi đi bố thí đó không? Nếu mà cái người mà phát tâm được như vậy á thì cái vậy là rõ ràng họ đang sống trên cái lý tưởng tốt,
để họ làm trên cái nghề nghiệp của họ mà họ có tiền nhiều hơn người khác, đó là cái phước báo của họ, không phải ai cũng có thể làm được như vậy đâu. Nhưng mà nếu họ hy sinh để họ cống hiến cái công sức của họ bằng cái tiền đó để giúp đỡ cho bao nhiêu người khác thì việc đó tốt chứ, việc đó tốt. Đó. Còn ở đây mình nói lên cái điều mà để mình chạy theo nó, mình chạy theo cái đồng tiền, mình có một, mình muốn năm, mình muốn 10 thì nó quá khổ. Đó. Ở đây phân tích cho chúng ta thấy được cái nỗi khổ đó, cho mình biết buông xuống lại, mình sẽ thanh thản hơn. Cho bây giờ nếu nói về đời sống của người tu sĩ mà đến lúc có ai cũng lo đầy đủ cuộc sống, ăn lo cái mặc và lo cái bữa cơm để cho vị tu sĩ đã an tâm tu, thì thật ra mà nói tu sĩ đó đâu có cần giữ tiền, thì họ cũng cảm thấy giữ tiền để làm gì. Đó là những cái người mà họ chuyên vào cái giai đoạn họ tu. Còn cái người mà đang làm việc ở ngoài xã hội thì đôi khi họ cũng phải có chứ, họ có, họ đi làm cái này họ làm cái kia, họ giúp đỡ, họ xây chùa rồi chứ, không qua chứ nhiều khi cũng đâu có đủ đó. Đó. Cho nên chúng ta hiểu cái tham là cái điều mà chúng ta chạy theo, bị nó nô lệ, nó bị nó dẫn dắt chúng ta. Và ngay cả cái ăn cũng vậy, cái ngủ cũng thế. Giống như bây giờ chúng ta đi làm thì dĩ nhiên chúng ta phải ngủ 8 tiếng chứ, nếu mà mình đi làm một ngày bao nhiêu tiếng mà bắt mình ngủ ngủ ít làm sao được. Vô trong hãng, vô trong xưởng là bị gục lên gục xuống, là bị đuổi luôn chứ, rồi làm sao mà mình làm nổi, thấy không? Cho nên cái đó mình phải phải phải, phải biết rõ là mình phải bao nhiêu cái thời gian ngủ là nó đủ sức khỏe cho ta nào. Coi như coi nhà nhầm người họ chạy theo tham ngủ rồi sao, là nhiều khi cả tuần họ làm vậy, họ được ngày nghỉ là ngày nghỉ họ lăn ra họ ngủ không đó, họ thích ngủ như vậy thì bị cái ngủ nó chi phối. Mà trong khi cái ngủ chi phối á thì chúng ta không có lợi ích gì trong cái giấc ngủ chúng ta, mà cái giấc ngủ nó chỉ hỗ trợ cho cái sức khỏe của chúng ta, mà nó vừa đủ cho cái sức khỏe đó thì mình cảm thấy đủ mà ổn sức khỏe chúng ta thì bấy nhiêu thôi, mình không chạy theo nó nhiều để mình có thể mình giữ chánh niệm thì nó sẽ hay hơn. À, không bị nô lệ cái ngủ đó. Có những người cứ ngủ hoài, ngủ ngày này qua ngủ ngày kia, ngủ ngày 9-10 tiếng, ngủ ngủ mà không không có tu tập mình thì nó uổng cho cái cuộc đời của mình. Còn cái ăn cũng vậy, cái ăn á thì khi mà mình chuyên tu, mình đã bỏ hết mọi cái thế sự bên ngoài, mình vô mình chuyên tu trong cái giai đoạn chánh niệm thì mình vô thất mình tu thì mình ăn bữa đủ rồi. Chính thầy cũng đã thực hiện cái đời sống ăn một bữa cũng gần 3 năm, nhưng mà mình cảm thấy rằng ăn một bữa nó vẫn là sức khỏe ổn định, nó không có bệnh tật nha. Nhưng mà qua Mỹ rồi cái điều kiện việc làm đó giống như các anh chị làm đó, thì qua đây ăn nó lại thoải mái để có sức làm, nhưng mà ăn nhiều rồi cái thành ra mình không tập thể dục, nó tạo ra cái bệnh cho mình cao mỡ, nó tạo cho mình những bệnh khác. Cho nên ở đây để phân tích cho chúng ta ăn vừa đủ để tiết chế, mà Đức Phật gọi là tiết độ trong ăn uống. Nếu mà mình chạy trong ăn ăn nhiều trong khi mình cảm thấy đủ sức khỏe rồi thì thôi, và cảm thấy rằng đi làm mà bắt ăn bữa đâu có được, là đâu có thể nào đủ sức khỏe để mà mình đi vô trong hãng xưởng làm được, và lâu ngày như vậy nó sẽ đốt cái năng lượng của cơ thể mình, đến một lúc mình không chịu nổi nữa thì dễ dàng nó sinh ra bệnh lắm nào. Cho nên ở đây mình nói tới cái sự khuyến khích trong cái đời sống người cư sĩ đã chịu thiểu dục, có nghĩa là chịu biết mà biết đủ, biết bớt đi cái lòng ham muốn. Cho nên hồi nãy thầy nói đây là cái hạnh của một bậc thánh, không phải một người bình thường mà có thể sống được. Không? Mà chúng ta đang là người cư sĩ mình tập thôi, mình hiểu và mình tập đàng hồi, rồi đàng hồi mình bỏ bớt mấy cái kia, rồi đàng hồi mình mới sống có thể nó trọn vẹn với những cái giới luật ăn ngủ và sống một mình để mà mình nỗ lực mình tu tập mới được. Còn mà cái danh thì ở đây nói đến cái khổ mà mình chạy theo những cái lòng tham danh nó nhiều, thì mình phải bỏ ra công sức, bỏ ra thời gian để mình rèn luyện. Nhưng mà tất cả thưa quý vị, đó là cái kiến thức để nó bổ ích cho cái cuộc sống của chúng ta ở ngoài xã hội. Nhưng mà tới chừng mà mình vô tu rồi đó thì cái kiến thức đó là sao, nó trở thành ra một cái sở chi chướng để mà mình cuối cùng nếu quý vị tu thì quý vị mới thấy rằng là mình sẽ quét những cái dòng thương niệm đó, mà mình quân tập vô những cái dòng tâm niệm lành, những cái lời kinh, những cái tiếng kệ, những gìn giữ những cái chánh niệm trong cái nội tâm bất động đó, thì quý vị mới thấy rằng cái việc học của mình sau đó nó mới trở thành một cái chi chướng nhiều trên cái con đường tu chúng ta. Còn mà nếu mà mình quyết tâm mình ở đời mình đi phụng sự cho xã hội, cống hiến cho xã hội, thì dĩ nhiên mình sẽ học ở trên cái vấn đề đó để cho mình có cái kiến thức để mình giúp ích cho nhiều cái người ở trong cộng đồng hơn. Ví dụ như quý vị mà có được 2 3 ngôn ngữ là quá tốt đi, mình giúp ích cho người khác, ví dụ vậy. Cho nên cái đó mình đừng để dính mắc. Nhiều người
mình dính mắc vô cái danh mà mình phải học như vậy, cái mình quá khổ, quá khổ như vậy thì nó tội nghiệp cho mình. Đó là thầy giải thích nó nghe rồi tùy mình áp dụng sao cho nó phù hợp, nó còn kéo mình bị cái tâm tham nó lý luận và nó chi phối chúng ta, thì cuối cùng cái mình chạy trên cái vấn đề đó không. Đó, thầy giải thích vậy ha. Dạ con cảm ơn thầy. Còn gì nữa không? Quý vị còn gì hỏi không? Quý vị sẽ biết rằng đó là cái ngủ, sau khi mà mình nỗ lực, mình chuyên tập, mình chuyên tu thì lúc bây giờ ở trong thất nó rảnh hơn, nó ít hao năng lượng của chúng ta nhiều hơn so với hàng ngày mà chúng ta phải đi làm. Và đi làm á, thì bằng cái bộ não nhiều, bằng cái sức của thân thể chúng ta nhiều đó. Còn mà khi mà chuyên tu á, cái tâm chúng ta nó làm việc trên cái thanh thản nhiều hơn, là mình gìn giữ cái chánh niệm nó nhiều hơn. Mà trong cái chánh niệm đó quý vị biết không, là cái giây phút mà cái tâm của chúng ta được an nghỉ, cái thân chúng ta nó được an nghỉ, cho nên cái năng lượng nó không tốn nhiều mà nó lại tăng thêm cái năng lượng cho nuôi bảo trì cái cơ thể của chúng ta. Cho nên vì vậy đó chúng ta mới ngủ ít được. Chứ tại sao bậc thánh nhân mà tu đến lúc mà chứng thánh quả là không còn ngủ được nữa, không ngủ nữa, bởi vì đã diệt hết tâm si rồi. Còn mà chúng ta còn ngủ tức là chúng ta còn tâm si, và đồng nghĩa rằng còn ngủ tức là chúng ta còn sinh tử luân hồi, mà không có cách nào khác được hết. Bởi vì cái tâm ngủ chúng ta không còn chánh niệm được, chúng ta không có chánh niệm được trong lúc chúng ta ngủ đó. Nếu mà chúng ta chánh niệm được á thì chúng ta phải ít ngủ mà thôi đó. Nhưng mà chánh niệm mà để gìn giữ tâm bất động đâu phải dễ dàng đâu. Quý vị gìn giữ cái tâm bất động thời gian này qua thời gian khác thì bắt đầu nó mới diệt tâm si. Nhưng mà một khi mình đã nỗ lực mình tu để mình diệt tâm si thì mình mới hạn chế cái giấc ngủ chúng ta lại, chứ nó không có còn 8 tiếng đâu à, nó sẽ hạn chế lại, thì chúng ta mới đủ sức chúng ta sáng suốt được. Nhờ sáng suốt á chúng ta mới gìn giữ được, trong mình mới tu trọn vẹn được cái pháp tướng chánh căn, ngăn ác về cái pháp sanh điện tăng trưởng thiền. Trong lúc thầy nói vậy đó, quý vị nào có hỏi, tại vì thầy thấy không ai hỏi hết á, cho nên thầy tận dụng thời gian thầy nói thôi. Quý vị nào hỏi thì cứ hỏi, còn không hỏi thì sẽ giải thích thêm một số nét để cho chúng ta hiểu thêm. Thì ở đây do thầy giảng là thầy đi theo cái đề tài đó, mà không có giảng từng cái cụm từ, đi đi một cách khái quát cho chúng ta hiểu trong cái bài kinh của Bát Đại Nhân Giác. Còn 15 phút quý vị ơi. Thầy, nếu như không có ai hỏi thầy cho con được phép có một cái ý về cái bài của thầy Nhất Hạnh. Cái phần mà con đọc là con thấy thầy Nhất Hạnh có cái đoạn thầy viết là những người có nhiều tiền bạc đôi khi cũng có bố thí, nhưng sự bố thí này thông thường để mua danh lợi hay lấy lòng người xung quanh. Những người có lòng thương người thì ít khi giàu có, một phần vì họ luôn luôn chia sẻ với kẻ khác, một phần vì họ không có già làm giàu trên sự đau khổ của kẻ khác. Con nghĩ cái lỗi nhìn đó nó hơi thiện cận, con biết là con vô lễ, nhưng mà con thấy cái chuyện đó, cái vấn đề có rất nhiều người họ giàu có, chẳng hạn như là những người ở Mỹ có những người tỷ phú nhưng mà họ cũng có cái tâm Bồ Tát, và họ làm việc, họ đóng góp và giúp đỡ cho nhiều khác rất là nhiều. Thành thử khi mà mình có cái quan niệm là nếu như người giàu thì cái sự giàu có đó trên cái sự đau khổ của kẻ khác, thì con thấy cái lỗi nhìn đó nó không có được đúng cho lắm.
cái tâm trước mắt mình giải quyết cái tâm bố thí đã. Nếu tâm bố thí là một cái tâm niệm tốt rồi, thay vì bây giờ chúng ta làm một cái nghề, nhiều người Phật tử của chúng ta từ cái hoàn cảnh sinh sống, mình không biết rằng họ giàu hay là vì điều kiện sinh sống họ vẫn làm những cái nghề, ví dụ như ở bên tiểu bang Arkansas chẳng hạn đó, họ có những cái nghề giết giết gà đó, rồi ở bên tiểu bang đó, họ không biết cách làm cái nghề nào khác để sinh sống, họ phải vô làm trong cái nghề giết, giết gà đó, đó. Nhưng mà họ làm nghề giết gà đó thì cái nghiệp tội của mình là mình sống trên cái nghề của cái nghề giết đó, giống như cái nghề giết đồ tể vậy đó, giết giết trâu, giết bò, giết gà, giết vịt vân vân, thì chắc chắn là mình sẽ tạo ra một cái tội khổ cho mình rồi. Nhưng mà trong những cái thời gian thời giờ đó mình kiếm được tiền đó, rồi tiền thì mình lại lo cho cuộc sống gia đình của mình, rồi đồng tiền đó đôi khi dư mình chia sẻ mình cúng dường đó. Nhưng mà cái tâm mình cúng dường á thì mình được cái phước mình cúng dường đã đó. Nhưng mà thí dụ như họ làm cái nghề ác đó mà họ có nhiều tiền họ hưởng hết, họ không cúng dường xuống nào hết, họ không giúp đỡ một người nghèo nào hết, thì cái tội họ lãnh đủ. Cái tội họ lãnh đủ có nghĩa là họ phải chịu khổ trên cái thân của họ, phải chịu bệnh tật, họ phải chịu trả cái quả trên họ làm cái nghề ác đó mà thôi đó. Nhưng mà rồi họ không biết cúng dường thì cái kiếp sau họ xài hết, thì cái phước của họ nó hết. Còn nếu mà chịu làm phước thì họ chịu khổ cái bệnh kia, nhưng mà cái tiền biết bố thí, biết cúng dường á, thì đến lúc mình khổ, mình nằm trên giường bệnh mà mình không có tiền, nó khổ hơn là người nằm trên giường bệnh mà được người khác đem tiền cho chứ. Nếu đem tiền cho thì nó cũng còn nhẹ nhàng hơn, nó còn cảm thấy an ủi hơn. Nghèo rồi, không có tiền mà còn bị bệnh tật nữa thì đời sống nó quá khổ. Mà nếu bệnh tật, nghèo mà được người khác đem tiền đến hỗ trợ thì rõ ràng người này cũng còn có chút phước đó. Còn mà cái tham tham danh nó xảy ra nhiều lắm, nhiều khi mình có tiền nhiều mà mình đi tính cái chuyện mình đi giống như là chiếm đoạt cái tài sản của người khác, đó là nó thuộc dạng cái tâm tham. Trước mắt mình thấy mình có tiền đó, nhưng mà sau đó rồi lần hồi cái cơ duyên quả nó đến, tự nhiên con cái của mình bệnh tật hoặc là gia đình mình bị cháy cửa cháy nhà gì đó, lần hồi nó không còn đột xuống, đến lúc rồi nó tán gia bại sản, cái đó có phải chơi được, tại vì nhân quả mà, mình gieo nhân mình cướp đoạt của người khác đến cái quả đúng lúc nó cũng sẽ trả lại mà thôi đó. Còn nếu mà mình giàu có mà mình biết bố thí với cái tâm mình cung kính tôn trọng thì cái này nó quá quý rồi. Còn bây giờ nếu mà mình ỷ vào mình có tiền, mình bố thí mà mình hống hách, mình kiêu căng, mình xem thường ai không ra gì hết, tôi cho tiền là tôi phải có quyền, ví dụ vân vân, thì những cái tâm đó nó làm cho người này nó có phước, là cái phước của họ, biết bố thí là cái phước của họ rồi. Nhưng mà cái người bố thí này họ được giàu, nhưng mà cái tâm của họ nó còn trên sự hung hăng, trên cái sự nóng nảy, trên cái sự mà hơn thua, thì cái tâm đó họ phải chịu chịu khổ chứ, phải chịu khổ trên những cái đó chứ, cho nên cái nào nó ra cái đó thôi. Cho nên thầy giải thích như vậy không biết có đúng ý anh không em. Quý vị nào ngại hỏi hoặc là đôi khi mà chúng ta cần trình bày cái tham luận đó, thì quý vị có thể ghi hỏi thầy sẽ, sau đó sẽ giải đáp cái thắc mắc cho quý vị. Với bài Hòa Thượng Nhất Hạnh với Hòa Thượng Thanh Từ là hai vị đều là thiền sư, là đi sâu về cái tâm linh, đi sâu về cái thiền định, cho nên những cái ngôn từ của các ngài viết nó rất là ngắn gọn và thầy cảm thấy rất là dễ hiểu. Nhưng mà cái điều kiện, cái duyên chúng ta được học đó, nếu quý vị thuộc được cái bản kinh thì nó sẽ nhắc nhở cho quý vị rất là nhiều đó, để hàng ngày nhiều khi thầy nói đơn giản thôi nó lợi ích. Nhiều khi thầy ngồi thiền, đến lúc thầy ngồi thiền bây giờ chưa thuộc á, thì mình cứ ngẫm nghĩ những gì mình hiểu, những gì mình nhớ thôi. Còn ví dụ quý vị mà thuộc luôn cái bản kinh á
Thành ra trong cái lúc ngồi thiền của mình muốn móc cái chìa khóa đó trong tư tưởng mình ra nào ra, có mình được cái dịp mình nghiền ngẫm lại á, thì chính cái nghiền ngẫm đó đó nó sẽ bài học đó nó sẽ thông suốt, và bài học đó đó chúng ta sẽ có nhiều cái hiểu biết mà tự nhiên nó lé lên một cái ý nghĩ khác đó. Rồi lúc bắt đầu cái ý nghĩ đó đó mình mới được trình bày thì nó lại hay nữa đó. Mà qua nhiều cái kinh nghiệm mà của thầy, sau khi mình quán chiếu đó, trong cái lúc mình thiền định mà mình lấy cái đời đó ra, mình lấy cái bài mà mình thuộc đó, nên quý vị chiêm nghiệm lại, nên lúc bây giờ nó qua cái sự yên tĩnh đó, của nội tâm đó, lúc bây giờ quý vị sẽ có một cái nhìn khác mà nó dễ hiểu, mà nó dễ thâm nhập đó. Thì vậy là quý vị học nó sẽ tốt lắm, hiệu quả lắm. Và mỗi lần mình dành một cái thời gian mình học bài kinh như vậy á, là mỗi lần chúng ta lại có dịp mình trao dồi và nâng cao kiến thức Phật pháp của chúng ta. Dạ, kinh bạch thầy, tám cái điều giác ngộ này đó, có trước có sau không thầy? Tức là cái nào, cái giác ngộ nào nó quan trọng hơn cái giác ngộ nào? Tại vì theo cái kinh như vậy thì theo có phải là lần lượt cái nào nó cũng quan trọng hết anh. Cái nào anh áp dụng cũng được hết. Nhưng mà do một cái bậc người có cái chi kiến và cái học thức nhiều á, thì chỉ cần khái quát cái nào để đi từng bước để cho mình dễ hiểu, để mình thấy từ cái thấp cao đó. Nhưng mà thật ra đó là cái nào mà cuối cùng trong tám cái này mình cũng áp dụng và mình thực hiện được một cái đây là quý lắm đó. Ví dụ như đệ nhất giác ngộ mà mình hiểu được vô thường là mình đã thấy giải thoát. Nếu anh thấy được tất cả các pháp đều vô thường, anh chứng đạo ngay đó, khỏi cần qua tới dục vi khổ gì trơn trọi, để giác nhị giác ngộ nha. Mà tại vì cái gì anh cũng thấy vô thường á, thì cái gì nó lại trói buộc được anh đó. Còn ví dụ giờ đệ nhị giác ngộ mình thấy đa dục vi khổ, thì bây giờ tôi sẽ lìa được cái ngũ dục này đó, tôi lìa cái sắc danh lợi thực thì này là anh giải thoát ngay đó đi. Bây giờ ví dụ tử thị thử nghĩ, mình ngày mình ăn ba bữa, bây giờ mình ăn hai bữa mình thấy mình giải thoát một bữa chứ, đỡ tốn cơm, đỡ tốn đồ ăn bữa nè, đỡ tốn tiền bữa. Nhưng mà nó nhẹ được tâm trái của chúng ta, nhưng mà với điều kiện là mình thấy sức khỏe nó hợp với mình, cho nên mới gọi là tùy tu, nó cũng phải tùy hợp cho đặc tướng và đặc tính của chúng ta nữa. Có nhiều người ăn cái tám bữa mà nó không đủ no, nó ăn lập chặt vai không. Có những người nghiêm túc nè, tôi ăn hai bữa là tôi ăn, tôi ba bữa là tôi ba bữa, đói cũng được ăn, giờ này mới được ngủ nha, chưa tới giờ ngủ là tôi không cho ngủ, đâu có được. Mình ngủ như vậy là mình chạy theo tâm trong dục đâu được, mày phải đi đuổi nó sạch chứ. Còn tôn sao mà để bị nô lệ quá trời quá đất, nó muốn kêu kéo ngủ nào ngủ à, nó muốn kéo muốn lười biếng là lười biếng à. Như vậy là quá ra mình bị nô lệ nó hết, không có làm chủ được thân tâm gì hết trơn. Cho nên bây giờ tập á là mình phải sắp quyết lại để cho mình không hổ nó lại thì mới kết quả được anh. Dạ con cảm ơn. Đó, ví dụ như mình để tứ giác ngộ là giúp cho mình quán xét, mà mình quán xét hàng ngày mình phải tinh tấn, thì mình tinh tấn làm sao mình nó thụt lui được. Mình tinh tấn là tinh tấn trên thiện pháp nha, lúc bây giờ tinh tấn trên thiện pháp thì nó sẽ giúp ích cho mình, cho đời sống mình tu tập nó sẽ gần gũi bậc thánh nhân. Còn mình tinh tấn mình đi làm, mình siêng năng kiếm tiền cũng là tinh tấn nha, nhưng mà tinh tấn trên kiếm vật chất thôi. Tinh tấn trên cái việc kiếm của cải tài sản, có nghĩa là mình siêng năng, nhưng mà siêng năng không khéo mình bị áp pháp nó chi phối chúng ta. Nhiều khi nhầm người, cho nên nói là làm quá làm người đến lúc trời nó ngã bệnh rồi không ai lo. Thầy nói thật với Phật tử là có những giây phút mà cái nghiệp của mình á, nó không phải mình khỏe gì qua đâu, có những giây phút nhiều khi cái nghiệp nó tới rồi là nó quật mình một cái rồi là ngã nằm trên giường bệnh. Mà nằm trên giường bệnh là thưa quý vị, mình không có là còn làm được gì nữa, tu cũng khó nữa. Rồi lúc bây giờ mình ngã trên giường bệnh, không có còn ai mà ta xem trọng mình. Còn ngày nay mình ta xem trọng mình phải không, là bởi vì mình còn chi kiến, mình còn chi thức, mình còn giúp ích được bao nhiêu người, mình còn có cái sức mạnh ha, để mình thể hiện cho bao nhiêu người khác. Thế vậy quý vị nghĩ mình bệnh rồi mình giúp đỡ được ai? Nếu mà nằm mình liệt giường mình có giúp đỡ được ai? Là mình phải làm khổ cho những người thân của mình và ngay bản thân của mình. Lúc bây giờ quý vị biết cái tâm phiền não nó kéo tới ùn ùn, bao nhiêu cái nghiệp lực của chúng ta nó sẽ kéo tới, mà mình cảm thấy rằng tại sao ngày xưa tôi không thấy vô thường, ngày xưa tôi còn khỏe, tại sao tôi không chịu tu đó. Cho nên có những cái giống như hồi nãy anh nói, tất cả những cái ngũ dục hồi nãy đó mà mình chạy theo đó, nó đều tạo cho mình một cái phước báo
Ví dụ anh kiếm điều tiền, anh đi giúp đỡ người ta, đó là một cái phước báo hữu lậu mà thôi. Anh còn phải tập cái phước báo vô lậu. Còn cái phước báo vô lậu á là không có cách nào khác, phải tu tập mà. Phải tu tập mới được. Phải có thiền định, phải gìn giữ cái tâm thanh tịnh, đó là cái phước báo vô lậu của mình. Cái phước báo nó không còn khổ đau. Còn 4 phút nữa quý vị. À, nhiều khi là tại cho thời gian thầy có 1 tiếng, thầy giảng cho vòng 1 tiếng thôi. Nên để dành cho quý vị hỏi. Mà hỏi nhiều khi thầy giải đáp mà nó không thông thì mình hỏi nữa. Thầy cũng đang tập rèn luyện, tập chia sẻ Phật Pháp với mấy anh em của mình thôi. Thầy trò chúng ta cùng với nhau để tinh tấn, để nỗ lực mình mổ xẻ để mình thông suốt hơn cái kiến thức của Phật Pháp, kiến thức của các bậc tổ mà quý vị thấy Ngài An Thế Cao là một ngôi vị thái tử mà. Ngài từ bỏ cái tâm tham vọng của mình. Thái tử là cung vàng điện ngọc thôi, hoặc ngọc ngà cho báo biết bao nhiêu, muốn bao nhiêu cung phi mỹ nữ mà không được. Nhưng mà người ta bỏ để đi tầm cầu cái sự giải thoát. Còn mình ngày nay á, là từ người nông phu phải không, tay lắm trong vùng, đi kiếm tiền để mình dựng lên sự nghiệp đó, là mình chưa có gì hết, mình bỏ không được. Còn ngôi vị thái tử là có một đất nước, là biết bao nhiêu đất đai, biết bao nhiêu ngà cửa phải không, biết bao nhiêu vàng dòng ngọc ngà cho bá. Tại sao không đứng trên ngôi vị đó đi giúp đỡ những người khác phải không? Nhưng không, cái ngài thấy rằng cái phước báo hữu lậu tôi đã có rồi, tôi có cả một giang sơn này rồi, bây giờ chỉ có tôi đi kiếm cái phước báo vô lậu rồi thôi. Ngài là đức Phật của chúng ta cũng là một ngôi vị thái tử, tại sao bỏ, tại sao cái phước báo vô lậu nữa? Bởi vì các ngài đã chặn ngập rồi. Một ngôi vị thái tử, một ngôi vị vua nó đâu có đơn giản được. Phước báo là coi như một vị cổ trời mà. Nhưng mà người ta đã hiểu được cái phước báo vô lậu, cái hữu lậu đó đã làm nó đủ mức rồi, đến lúc phải đi tìm cái phước báo vô lậu. Mà vô lậu á, quý vị thấy khổ không? Như đức Phật của mình bây giờ phải bỏ cung vàng điện ngọc mà vô trong rừng non để mà sống một đời sống thiểu dục chi túc, ghê gớm thiệt. Dũng mãnh nữa. Cho nên mặt lực của chúng ta học đây là tạo cho một đức tính gọi là dũng cảm, gan dạ. Gan dạ để làm gì? Để chiến đấu với ma quân, chiến đấu với lòng lòng dục của mình, để cho mình vượt qua. Mà quý vị làm chủ được á thì quý vị sẽ không còn nô lệ của dục. Còn không là chúng ta làm nô lệ tiếp. Còn gì nữa không? Nếu không thì mình nghĩ, tại vì thầy nghĩ là những cái lợi ích của những cái bài viết thông luận đó là để hỗ trợ giúp cho anh em chúng ta hiểu thông suốt hơn mà thôi. Nhưng mà nếu anh em không có thời giờ làm thì cũng thông cảm. Có dịp duyên nào đó thì thầy trò chúng ta sẽ cùng học tiếp. Có duyên nào đó thì sẽ học khác. Thầy chỉ còn 2 buổi nữa thì sau ngày Tết chúng ta mới gặp lại. Cho nên chúc toàn thể các quý vị chúng ta hưởng một cái mùa xuân vui vẻ, hưởng một cái mùa xuân mà thiện pháp, nhớ lìa dục bớt, nhớ đây vô thường nhiều, để giúp cho ích cho chúng ta có một cái niềm vui chân chánh. Nè, mua gì đó. Dạ, dạ kính bạch thầy, xin xin phép thầy cho thầy được ở lại cho thầy, cho chúng con thêm 5 phút thôi để con go over cái Google Classroom đó, để thầy có thể vào trong cái lớp này, không những là 2 buổi tới nhưng mà về sau này cũng vậy, thầy có thể vào trong cái lớp của chúng con và thầy có thể xem những cái bài viết của quý anh chị để mà mấy anh chị, các anh chị post lên trên cái lớp này đó, thầy có thể đọc và nhận xét và cho nhận xét, thì để con chỉ thầy cái cách để mà thầy vào được á. Dạ, bây giờ có được không thầy? Bây giờ mình hồi hướng cái đi rồi mình làm. Dạ 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 dạ. Vậy chúng ta chắp tay hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho
Rồi, xin mời anh. Dạ, cảm ơn thầy. Anh Minh Phúc có cho em được share cái screen chưa anh Phúc? Xin lỗi, rồi đó, Vinh có thể share dạ screen. dạ dạ cảm ơn anh Minh Phúc. Dạ thưa thầy, con mới gửi một cái email để mà mời thầy vào để mà giảng, coi như là dạy cho cái lớp này đó. Thì khi mà thầy check email đó, thầy check email thì thầy sẽ thấy một cái email nó giống như thế này, là ban hướng dẫn trung ương invite you to call tôi đi dạy dạy cái bật lực chẳng hạn như vậy. Thì thầy thấy cái email như thế này đó, thì thầy click vào cái chữ join. Khi mà thầy click vào cái join đó đó, thì nó sẽ hỏi cái account Google account nào. Thì thầy phải, con nhớ là anh Thiện Thanh nói là thầy có một cái Google account. Thì như vậy thì thầy chỉ cần login với lại password của cái Google account của thầy đó, mà của Google á, chẳng hạn như con nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ login vào, thì khi mà login vào đó thì thầy sẽ thấy cái lớp bật lực như thế này. Và khi mà thầy vào cái lớp bật lực đó thì thầy sẽ thấy cái chữ people ở trên đó, thầy click vào cái people đó đó, thì thầy sẽ thấy đây là những cái học sinh trong cái lớp học. Con lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ thầy click vào của con chẳng hạn, thì thầy sẽ thấy là cái bài tiểu luận kinh Bát Đại Nhân Giác mà thầy nói là chúng con phải gửi lên cho thầy chẳng hạn vậy. Thì thầy thấy turn in là đã nộp rồi. Thì như vậy thầy click vào đây á, thì thầy sẽ thấy cái tiểu luận mà con đã post lên, và thầy click vào đó đó, thì thầy sẽ thấy là cái bài của con viết về lý vô thường chẳng hạn như vậy. Thì ngay chỗ bên tay phải đây đó, thầy có thể là cho điểm hoặc là thầy cho comment, thầy viết như thế nào đó thì thầy post. Khi mà thầy viết lên xong á, thầy post. Con nói như vậy không biết thầy có hiểu ý của con không ạ? Thầy mới vô, thầy Dạ, bóp. tức là thầy vào cái chỗ mà people đó, thì khi mà thầy vào á, thì thầy vào cái people đó là thì thấy cái students list đó, là mỗi student như vậy đó là thầy có thể vô để mà xem những cái bài mà họ đã bỏ lên. Dạ, mà thầy phải login bằng cái Google account của thầy. Thì thầy có thể try đi, rồi có gì con sẽ gọi lại cho thầy để mà confirm. Dạ, con không muốn tốn thời gian của thầy nhiều. Có gì sẽ hỏi anh á, anh gọi qua thầy trước, có gì nữa thì lưu số Dạ, điện con có số phone của thầy rồi, có gì con sẽ gọi cho thầy để mà confirm là thầy vào được, nhưng mà nó đơn giản như vậy đó. Dạ. thoại. Nè. Dạ cảm ơn thầy. Rồi. Quý anh chị ơi, cho em 5 phút thôi để go over lại cái phần của quý anh chị. Thầy thì xong rồi đó, cho nên thầy có thể nghỉ được. Dạ, con kính chào thầy ạ. À. Dạ, con cảm ơn quý thầy thầy ạ. Bây giờ Vinh chỉ cho mọi người post bài phải không Vinh? Dạ. Quý anh chị ơi, em có gửi cho quý anh chị, tất cả quý anh chị, invite quý anh chị vào cái lớp này. Một số anh chị đã vào rồi, một số chưa. Nhưng mà bây giờ để em nói sơ sơ về cái cách để vô. Thì giống như anh Minh Phúc mà đã chỉ dẫn trước đây đó. Quý anh chị vào cái Google account của mình cũng được. Chẳng hạn như bây giờ mình phải phải có một cái Google account mới vào được cái lớp này. Em lấy một cái ví dụ, chẳng hạn như em vào một cái Google account này, là Google account của em. Khi mà quý anh chị vào đây đó, thì quý anh chị thấy bên tay phải đó, cái Google account này đó là cho classes. Ok thôi, để em làm lại theo theo từ đầu luôn. Tức là như anh Minh Phúc đã chỉ
trước đây đó, thì là mình vào google.com, xong rồi mình search là Google Classroom. À, thấy Google Classroom. Khi mà mình vào Google Classroom rồi đó, mình click vô go to Google Classroom. Thì nó sẽ hỏi cái account nào, account Google nào để mình vô. Chẳng hạn giờ mình vô cái account của mình chẳng hạn, mình login password vô rồi đó. Thì quý anh chị thấy ở bên này, bên tay phải đây, ngay trên đó là nó nói là create or join a class. Chẳng hạn bây giờ mình đã làm cái lớp này rồi thì mình chỉ join thôi. Mình join vô cái class. Thì nó sẽ hỏi cái class code. Thì cái class code đó là hồi nãy đó, em có post lên rồi đó. Anh chị có thấy cái class code đó mà em gửi đó. Trong cái text đó, thì cái class code đó là cái class code này nó sẽ giống nhau hết hay là mỗi lần mỗi bài nó mới thay đổi? Dạ, giống nhau hết, cho cái lớp này là cái class code này hết, là sử dụng được hết. Của bậc lực đó phải không ạ? Dạ đúng rồi, cái class code của nó là RRIU4Y2V. Đó là cái class code. Khi quý anh chị vào cái class code đó rồi đó, thì quý anh chị login vô được cái class code đó là sẽ vô được. Là em vô lại cái này để quý anh chị thấy. Xin lỗi Vinh một tí, hoặc là quý anh chị có thể bấm cái link mà Vinh gửi trong cái text đó, cái bấm cái link đó rồi mà cái link mà classroom google.com mà Vinh có gửi, anh chị bấm vào đó, anh chị cứ bỏ cái code đó vô, cái mật mã đó vô là tự động nó vô. Dạ. Yeah. Em có gửi email hết đó. Em bây giờ chẳng hạn như bây giờ em vào cái account của em ha. Thì khi mà anh vào mà mình có cái code đó rồi đó, thì nó sẽ do cho mình cái lớp này, cái lớp bật lực. Quý anh chị click vào lớp bật lực đó, thì ở đây nó có stream, classwork và people. Thì people á, là mình click vô people, mình chỉ thấy là cái classmate của mình thôi, chứ mình không có thấy bài vở gì họ post á. Tại chỉ có teacher mới thấy thôi. Nhưng mà mình biết được classmate của mình. Cái classwork á, là cái mà quý anh chị chẳng hạn mỗi một cái bài như vậy á, thì ban dẫn sẽ post lên để quý anh chị có cái bài để mà đọc. Rồi thí dụ như view your work. Khi mà quý anh chị view your work á, thì sẽ có một cái assignment của cái bài đó, chẳng hạn như là viết một bài tiểu luận về kinh Bát Đại Nhân Giác chẳng hạn đó. Thì quý anh chị á, khi mà muốn turn in á, thì quý anh chị phải click vào cái đó trước. Ồ, cái này em turn in mất rồi. À, em turn in mất rồi cho nên em không thấy được. Nhưng mà khi quý anh chị vào đây đó, quý anh chị sẽ bên tay phải đó, nó sẽ có cái post. Khi mà quý anh chị post lên xong đó, quý anh chị phải bấm vào cái chữ turn in thì mới turn in được. Còn nếu mà mình viết xong rồi mà mình không turn in là không có thấy. À, em lấy một cái ví dụ đi, em lấy cái ví dụ lại đi. Tại vì không biết quý anh chị có hiểu ý nói không ạ? Chứ làm sao để viết? Chị viết không được. Dạ dạ. Dạ bây giờ để em làm một cái assignment mới đi. Okay. Em làm cái assignment mới á mới dễ. Khi làm sao move cái này, cái bar này với anh Minh Phúc? Em không move cái bài gì Minh? Oh, right. Ok, em got it. Ok, bây giờ em làm thử một cái nha. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ sau bữa hôm nay
quý anh chị viết một cái assignment. Cái này là quý anh chị không có làm, cái này là của ban dẫn. Ok, bây giờ em làm một cái assignment mới nè, là create assignment. Chẳng hạn như em nói á, là testing đi, dạ, coi như một bài để test example. Dạ. Chẳng hạn như là làm bài về tham dục, chẳng hạn vậy đi. Em nói ví dụ thôi, tí nữa em sẽ. Rồi, chẳng hạn em làm như vậy. À. Anh trước đi con, tại vì mấy người cần phải hướng dẫn mẹ. Ok, bây giờ em đã bỏ một cái assignment mới rồi đó, làm bài về tham dục chẳng hạn vậy ha. Giờ em vô lại cái account của em nha, account của student nha. Thì khi quý anh chị thấy á, vô trong đó sẽ thấy cái assignment như vậy. Classwork, quý anh chị sẽ thấy làm bài về tham dục, thì quý anh chị thấy nó màu xanh nè, có nghĩa là mình chưa có làm đó. Quý anh chị click vào đó, view cái assignment, view cái assignment. Ok, thì khi mà post á, thì quý anh chị add your work bên này nè, bên tay phải nè, add or create. Thì mình add á, là mình add bằng một cái file, hoặc là mình create một cái document, tùy theo mình. Chị muốn biết chỗ document á, document làm sao viết được. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ em create một cái document. Ok, cái document đó em create rồi đó. Bây giờ mình phải click vô đó, double click vô cái add document đó, bắt đầu mình sẽ viết về bài tham dục, bài tham dục chẳng hạn vậy. Sau khi á mà mình viết rồi đó, mình trả lời câu hỏi hết rồi đó, rồi xong rồi đó, mình phải bấm lên trên cái bên tay phải đây, ở trên nè có chữ turn in, quý anh chị phải bấm vào cái chữ turn in đó nó mới turn in được. Quý anh chị hiểu ý Vinh nói không? Ok. Dạ, em làm lại nha, em làm lại. Chẳng hạn bây giờ em bỏ này đi, em bỏ đi. Ok, quý anh chị nè, thấy nè, đây là bên đây nè, quý anh chị sẽ thấy á, là có cái bài tham dục này cần phải làm. Quý vị click vào đó, xong rồi á, view assignment, view assignment xong đó, mình phải create một cái document. Rồi mình click vào cái document đó, mình trả lời. Ok. Trả lời sau đó, hay viết bài văn rồi gì đó. Khi viết xong, mình lên trên tay phải đây, ở trên có chữ turn in. Mình turn in. Khi đó, thì cái người giáo viên đó, họ sẽ thấy okay. Cái bài đó. Ok. Dạ, như vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Yeah. Dạ. Thì có gì quý anh chị nào mà không làm được đó thì cứ email hoặc là gọi điện thoại cho em. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, như vậy thôi. Của Vinh cho chị hỏi chứ, của chị á, nó kêu phải turn on ấy, cái gì cái Apple ID gì lung tung chân mà chị quên mất tiêu rồi, không nhớ. Dạ, tại vì chị không có phải dùng Google account, chị dùng Google account á chị. Vậy hả? Dạ, bây giờ thôi, để quý anh chị được nghỉ.